Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Thưa quý vị, trong thời gian gần đây thì những câu chuyện đau lòng về một cái buồn ngài rất nổi tiếng tại Thái Lan là Koh xuất hiện nhiều trên các báo chí cũng như là trên nhiều cái diễn đàn mạng xã hội khác nhau Trên diễn đàn của hẻm chuyện ma trước đây thì trong câu chuyện Koh Man những bí mật ở đằng sau của tác giả Thảo Bu Be thì tôi đã có dịp để giới thiệu đến quý vị về nguồn gốc của cái loại ngài này Chắc hẳn là quý vị cũng biết bùa Kumantong hay còn được gọi là quỷ linh nhi là một trong số những loại bùa ngải rất nổi tiếng tại Thái Lan. Và người Việt của chúng ta thì rất nhiều người cũng đã sang Thái Lan để thỉnh Kumantong về nuôi với mục đích là chiêu tài công danh sự nghiệp. Thưa quý vị, những cái câu chuyện liên quan đến Kumantong phần lớn đều là những cái câu chuyện rất đau lòng. Chẳng hạn như câu chuyện Kumantong những bí mật đằng đằng sau của các của tác giả Thảo Bu Be hay là trong câu chuyện Cô an thong của ngày hôm nay mà chúng tôi gửi đến quý vị của tác giả bùi công hiếu nó cũng đều là những cái câu chuyện rất đau lòng nó đều là những cái bài học rất quý giá đắt giá dành cho tất cả chúng ta tất cả những ai mà đang có ý định đã đang và sẽ có ý định nuôi công an thong thì quý vị có thể xem đây là một trong số những cái bài học để quý vị tham khảo để đưa ra quyết định có nên hay là không nên nuôi công an thong ở trong nhà Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi tiếp tục cái đề tài đó để gửi đến quý vị một câu chuyện ngắn của tác giả Bùi Công Hiếu có tựa đề là Cô Man Thon. mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ngay sau đây có phần diễn đọc của Đình Soạn. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Nghe đọc truyền hân hành giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh gì Cô Man Thon góc khuất u ám của tác giả Bùi Công Hiếu có phần diễn đọc của định soạn. Hít thở ra bên bầu trời vì đã thành công, tôi nhấc mạnh cây tay để tự ăn mừng chiến công của mình. Ngày kia là tôi có thể đến nhận việc Tại cái văn phòng luật sư này Không bó công mấy năm học luật vất vả Đã có lúc phải ngồi khóc trong đêm Vì quá mệt mỏi Tôi tiến từng bước ra lấy con xe quay trắng của mình Phần chìa khóa rồi phóng xe Gửi cho bảo vệ Rồi cùng hòa nhịp vào những chiếc xe khác Vẫn đang nối tiếp nhau hàng dài Nhìn cảnh đẹp của thành phố Đông đúc nhộn nhịp Khác hẳn với không khí im ắng ở dưới quê Tôi dừng lại mua chai nước rồi đứng ngắm vườn hoa lắc nhẹ cái đầu vì ánh nắng khá là gay gắt cho nên là hoa cũng không được tươi tôi đang nhìn xung quanh thì bỗng nhiên có hình bóng của hai người ăn xin đang lọ mọ đến gần chìa cái nón rách ra tôi cũng tưởng rằng trong cái thời đại này thì làm gì còn có ai phải đi ăn xin của thiên hạ nữa định bụng rút tiền ra đưa cho họ thì tôi thấy bộ mặt nhem nhúc đó không sai đi đâu được chính xác là hai vợ chồng thằng khoa một người quen của bạn tôi không hiểu lý do vì sao Tôi vội vã hỏi thì nó cũng nhận ra Nó quay mặt đi rồi lảng tránh Nhưng tôi cố kéo áo nó lại rồi hỏi chuyện Mày có cái chuyện gì thế Sao không có nói cho tao biết Nó lắc đầu Nhìn cô vợ tóc tai cũng bù rủ mà thấy tội Mọi người đều chỉ hết mắt về hướng của tôi Tôi lắc mạnh cái đầu cảm thấy hơi quá lố Tôi vội vã dẫn nó về nhà Tôi leo lên xe chở cả hai về nhà Trong con mắt nhìn của bao nhiêu người thiên hạ những lời dèm pha cũng không hay nhưng tôi mặc kệ dù sao thì cũng đã mấy lần gặp mặt ăn uống nói chuyện từ lúc còn là học sinh mà không hiểu sao chỉ với mấy năm không gặp mà bộ dạng của vợ chồng nó đã thành ra như vậy chiếc xe có tôi dừng lại đúng ở nơi vắng hẳn cách sân nội thành căn nhà của nó cũng chỉ là tấm bạt treo tạm tránh mưa tránh nắng cộng với một ít vật dụng và quần áo rách tôi ngồi trên đống quần áo rách để cho mày ngại vậy tao... Tôi đấm nhẹ vào cái bộ ngực gầy gò kia của nó rồi bảo Ờ không sao Mày có cái chuyện gì kể cho tao nghe Bọn mình bây giờ 26 tuổi rồi Mà sao bây giờ lại thành ra như vậy Thế tôi cũng hơi lỡ lời Tôi vội vã xin lỗi hai vợ chồng nó Thằng Quan lắc đầu bảo không sao Đây cũng chính là do cái nó tự chuốc lấy Cũng chẳng ai ép buộc Nhìn nước mắt của vợ nó chảy ra trên khuôn mặt nhem nhuốc Tôi cũng thấy tội Chẳng mất một lúc tôi móc ra mấy triệu đưa cho vợ chồng nó rồi cố gắng nói Ta không có gì nhiều, chúng mày nhận cho ta vui Cố gắng tìm một cái gì đó ổn định mà làm Hai đứa nó đùn đẩy nhau Làm tôi phải dỗ này dỗ nọ chúng nó mới đồng ý nhận Cầm cốc nước trên tay tôi liền hỏi Thế nhà trước của hai chúng mày đâu rồi? Ta thấy tiệm nhà mày kinh doanh ổn mà Hai đứa lắc đầu trả lời Nhà thì vẫn còn đó nhưng mà làm gì có ai dám về quá ngạc nhiên với câu trả lời của nó nhà thì vẫn còn nhưng tại sao lại không dám về chẳng nhẽ nhà có trộm cướp hay là ở đó có ma tôi cứ như vậy cuốn vào trong suy nghĩ lúc thì thế này lúc lại thế khác nó xoáy vào trong đầu của tôi những câu tự hỏi rồi tự trả lời rất khó hiểu mình mình mày làm sao mà cứ ngồi đơ ra thế tôi giật bắn mình lắc mạnh cái đầu kêu không sao tôi cố gắng hỏi cho tường tận thế sao không ở Mày đã nghe đến một thứ gọi là bùa ngải Tên thong chưa? Của Linh Nhi đó Giọng của thằng Khoa chậm xuống nhưng có vẻ ớn ớn Tôi gật đầu Bởi vì ngày trước học ở trường đại học Cũng đã có chuyện mấy đứa bạn với nhau Về cái loại này Rủ nhau đi rủ nhau lại Chuyện đồn ẩm cả lên Đó thì cũng chỉ là nghe Tôi cũng chưa hề biết rằng tại sao Lại có cái loại bùa ngải như vậy Nói chính xác hơn là tôi cũng không tin Thế nhưng bây giờ nó lại xuất hiện Đối với thằng bạn tôi Thế lúc này không tin cũng không được Tôi gặng hỏi mãi chúng nó mới ái ngại nhìn nhau Rồi đưa theo những dòng cảm xúc Để kể lại cho tôi nghe tại cái căn nhà Được dựng từ tấm vải bạt và mấy cây ven đường Hơi nóng vẫn đang bao trùm lên cả một chỗ này Nhưng cũng may là đã có bóng cây che được Tôi xin phép cho một điếu thuốc rồi đưa cho thằng Khoa Cô vợ thì ra bên ngoài bỏ mặc cuộc nói chuyện của hai chúng tôi Đồng lúc này mới điểm một giờ đúng Tôi lắc mạnh đầu suy nghĩ đã mất cả buổi sáng để đợi phỏng vấn Công may là kết quả như ý chứ không thì lại hít hơi tôi nhìn vào cái cốc lắng sát tai nghe câu chuyện về cái bùa ngải bên thái lan hay còn gọi cách khác đó là Kumantong hai vợ chồng nó lấy nhau rồi sinh hạ một đứa con gái hai vợ chồng vẫn đưa nhau đi làm công ty cuộc sống tuy phải trong tình trạng mưa gió nhưng cuộc sống cũng ổn định căn nhà cũng đầy ắp tiếng cười của ba thành viên đến khi con bé mới lên được ba tuổi Khoa quyết định sẽ ở nhà làm để tiện đường chăm sóc con cái. Nó quyết định buôn bán hoa quả, lấy lợi thế mặt đường để buôn bán cho thuận lợi. Nó đi học buôn đủ chỗ này chỗ nọ, đi theo biết bao nhiêu lái khác rồi trở về nhà kinh doanh. Nó mở một tiệm tạp hóa, phục vụ cho mọi người. Quán đông mới mở ra lúc nào cũng đông khách. Thế nhưng tất cả không được bao lâu, thì những tiệm tạp hóa khác lại đùn đùn mọc lên. Cạnh tranh nhau từng chút một. Khoa cũng rất đau đầu với vấn đề tài chính, mỗi tối nó lại ôm chiếc điện thoại lướt mạng để xem các thông tin cống không biết là vô tình nó lại bắt gặp một bài viết về Kumantong một loại buồn ngài thái lan có tác dụng chiêu tài lộc công danh nó thấy có vẻ rất thích thú bạn đi tìm các trang khác để xem tác dụng của loại buồn này cống có rất nhiều ý kiến trái chiều thế nhưng hoàn cảnh đang cạnh tranh như thế này nó đành phải làm hàng hóa thì mỗi lúc một ế chẳng biết bán cho ai vứt đi thì lại phí vì đã quá hạn Đêm nó nằm trần chọc suy nghĩ cả đêm Nó nghĩ xem có nên mua hay không Thế nhiều ý kiến rất đồng ý với nó Nó ngồi nói chuyện với vợ Cô vợ lúc đầu nghe xong thì lắc đầu từ chối Thế nhưng nó cũng phân tích cảnh kẽ Để cho vợ nó hiểu với cái tình hình này Thế rồi hai vợ chồng đều nhất trí với nhau Mấy ngày hôm sau nó thu dọn quần áo Để gặp một người đã có kinh nghiệm trong nuôi cô man thong Sau khi nói chuyện với nhau Nó trở về nhà để kể lại hết cho vợ Cuối cùng hai người đều nhất trí gom tiền Rồi sang Thái Lan để thịnh một em về Cả hai đều đã chuẩn bị sẵn tâm lý rằng sẽ nuôi hai đứa Một đứa là con ruột Còn một đứa là một linh hồn Kết thúc ba ngày ở bên Thái nó trở về nhà Sau khi được thầy làm phép dặn dò kỹ lưỡng Nó dành riêng một phòng trong cái căn nhà hai tầng Đặt tên riêng cho con búp bê là Mai Đứa con ruột của chúng nó tên là Linh còn bé cũng rất quý em Nó hay chạy sang phòng nói chuyện với con búp bê Thế rồi cửa hàng bên nọ cũng phải đóng cửa Mọi người không biết lý do tại sao Mà chủ quán lại đóng cửa Trong khi công việc làm ăn vẫn đang thuận buồm suy gió Tất cả chỉ có Khoa là người hiểu rõ nhất Mỗi ngày nó cúng cho con búp bê lọ sữa hay là non nước ngọt Rồi thủ thỉ vào tay con bé những gì mà quán bên kia có được Thế nhưng sau mấy ngày mà kết quả vẫn chưa có làm sao Khoa mới gọi điện hỏi người môi giới Chứ mày nếu muốn con bé linh nghiệp Thì tại sao không cho nó ăn máu của mình chứ Như vậy thì mới hiệu nghiệm cao Những câu nói này càng khiến cho Khoa nóng lòng Nó chỉ muốn cho cửa hàng của nó phát triển nhanh mà thôi Nó đứng trước con búp bê Khe lấy một con dao chích vào đầu ngón tay Để cho dòng máu đỏ chảy xuống đó Mỗi ngày chỉ cần một giọt là đủ theo lời chỉ dẫn Và đến ngay cả Khoa cũng phải công nhận rằng nó rất hiệu nghiệm Đêm hôm đó một con bé ngồi lên bụng đánh thức Khoa dậy hai vợ chồng cũng khá hoảng hốt khi đêm đến thì mai lại xuất hiện con bé tinh nghịch hỏi chuyện khoan nói ra mong muốn của mình con bé chỉ hơi suy tư một lúc rồi gật đầu bảo bố mẹ cứ yên tâm sau đó con bé mai chui tọt vào giữa hai người nằm ngủ ngày hôm sau mọi thứ diễn ra bình thường thế nhưng chủ cửa hàng bên kia đêm hôm đó thì lại gặp những ác mộng quán của ông ta như có ai đó đến phá những túi hàng túi quà thì cũng bị xé rách rồi nằm lóc ở trên sàn nhà thế rồi ông ta bắt gặp được một bóng dáng đứa trẻ gái quay mặt đi ông ta đi lại vỗ vỗ vai con bé quay lại đó chính là mai nhưng mà nó khác với đêm hôm trước là khuôn mặt của nó trắng dã những ngón tay bọc ra toàn xương nụ cười man dở kèm theo những tiếng rít văng vẳng trên sàn nhà mỗi lúc lọt thẳng vào tai ông ta kinh hãi lùi lại và hét lớn tiếng thét bên căn nhà đó phát ra thì cũng là lúc ông ta thoát khỏi cái giấc mộng để sợ hãi kia để trở về với hiện tại ông ta chưa bao giờ nằm mơ thấy ác mộng nào gây sợ như ác mộng này quần áo thì ướt đẫm đưa tay vuốt lấy cái mặt rồi sau đó chống tay xuống giường để lấy điểm tựa ông ta lại một lần nữa phải hét toáng lên tiếng hét quấy động cả một dãy bàn tay của ông ta như đã chạm vào một cái sắc cứng ngắc khi ông ta chạm vào như có một cảm giác có một luồng khí lạnh chạy dọc xuống lưng lấy hết can đảm ông ta đánh con mắt nhìn xuống cái khuôn mặt đáng sợ của con bé Mai lại xuất hiện ngay trước mặt của ông ta. Sợ quá ông ta chỉ còn biết bật dậy, bật sáng ánh đèn để xem lại mọi vật cho kỹ lưỡng. Nhưng khi ánh đèn đã được bật sáng trưng thì ông ta cũng phải há hốc mồm khi không thấy bất cứ một vật gì. Nỗi sợ hãi bao trùm lên ông ta, người lúc nào cũng toát cả mồ hôi. Riêng về phần của Khoa thì lúc này nó đang cười nói với con bé Mai. Con bé thích chí cười lên trong vòng tay của bố mẹ mới của nó ông chủ kia cả đêm nghe thấy tiếng cười âm u vừa nồi cả da gà của trẻ con nó cứ văng vẳng bên tai của ông làm cho ông muốn cũng không thể nào có thể chợp mắt hay có nhiều lần ông ta phải hét toáng lên khi nhìn qua ô cửa sổ nhìn xuống đường cái khuôn mặt kia lại xuất hiện thế rồi ông ta quyết định bỏ hết tất cả công việc đang thuận lợi để tránh những điều tắc oai tắc quái tại nơi này hôm sau thu nhập của gia đình khoa tăng lên đáng kể hai vợ chồng nó thầm cảm ơn con bé đã giúp đỡ một ngày làm dài mệt mỏi, người ra người vào tấp nập. Khoa đi ra bên ngoài mua ít quần áo đẹp cho cả hai chị em. Con bé Linh sau khi nhận được quà thì cười tít mắt, chạy sang ngay phòng khoa với con búp bê. Hai vợ chồng nhìn con bé ngây thơ mà gật đầu với nhau. Con búp bê chỉ ở bên trong phòng riêng, trên cái kệ tủ. Hàng ngày khoa thay nước rồi khẽ giấu vợ, chích nhẹ vào đầu ngón tay một ít máu. Chỉ sau hơn một tháng, kể từ khi căn nhà này xuất hiện con bé Mai, thì mọi thứ luôn suôn sẻ hơn rất nhiều. Công việc lại ổn định như từ lúc mới mở. Cô vợ cũng hài lòng nhìn chồng, hai người thủ tỉ với nhau sẽ cố gắng để chăm sóc cho cả hai đứa. Đêm hôm đó con bé vẫn xuất hiện trong cái bộ dạng tinh nghịch đó, vẫn chào lên người của Khoa để thủ tỉ báo hiệu trước về ngày mai. Khoa rất ngạc nhiên vì hôm nay con bé nói Mai bố đừng đi ra ngoài đường Qua 10 giờ sáng bố mới được ra kẻo tránh tai nạn nó lúc đầu không tin rồi ôm con bé mà ngủ Sau một ngày dài bộn bề để mệt nhọc Sáng hôm sau hai vợ chồng vẫn bán hàng Do khách đông quá Cho nên những lời con bé mai dặn dò Cho đến lúc Khoa sang bên kia đường để lấy hàng Đồng hồ mới là 10 giờ kém Cho nên Khoa cứ thế tiến từng bước Một chiếc xe máy phóng vội vượt qua người Đâm thẳng vào người của Khoa Làm cho cả hai đều vật ra trên mặt đất Chiếc xe vẫn còn đang kêu động cơ cả đám người súng lại hóng hết người thì gọi cấp cứu mau chóng chiếc xe chở khoa đi bệnh viện vừa kể đến đây nó vạch ra một vết thương trên sườn để làm chứng và chạm mạnh quá rách cả người đi này tôi không nói gì thêm chỉ biết ngồi nghe tiếp câu chuyện bên cạnh là những anh bạn muỗi đang vo ve trong không trung thằng khoa được đưa đến bệnh viện kẻ gây ra tai nạn cũng đến để nhận tiền chuộc lỗi sau khi ra viện toàn thân ê buốt Giờ cũng chảy máu nhiều cho nên nó mệt lử nằm trong phòng mà quên mất rằng phải có mai ăn uống máu mỗi ngày đêm hôm sau khoa xuất viện thì cũng không còn được gặp con bé mải đầu nữa khoa chỉ nghĩ là do mình tai nạn cho nên nó không tới được hay là có lý do nào khác thế nhưng thôi giờ khoa đã mệt lắm rồi còn đâu đủ sức để nghĩ tới mải nữa ở nhà cứ để linh với vợ trông nom con bé thay nước cho nó đầy đủ là được Khoa cũng khá là hối hận khi quên mất đi lời dặn của Mai và tới hôm trước. Chỉ nghĩ là nó nói đùa như vậy, thế nhưng thực lực như vậy thì làm sao có thể nói đùa được. Cũng còn may là chưa nguy hiểm đến tính mạng, giờ nó chỉ có việc ngồi mà tính dưỡng. Trong lúc bán quán vô tình không để ý do lượt khách vào quá đông, vợ của Khoa để tủ đựng tiền mà. Sọt là một tay trộm có tiếng, hắn đến mua cà phê, thế nhưng khi thấy những đống tiền xuất hiện kia mời gọi, cái máu nghề nghiệp của nó lại nổi lên với những kinh nghiệm đã có đầy mình nó khẽ đưa tay rút gần hết những thứ ở trong cái tủ một cách nhẹ nhàng xong xuôi hắn vẫn đi mua đồ đầy đủ như bao người để tránh bị phát hiện sau đó quay trở về nhà cùng ngồi trên bàn nhậu với các chiến hữu sau khi kiểm toán lại xong cô vợ hốt hoảng vì những số tiền quá ít ỏi ở trong cửa tủ gốc cũng đã mất cô chỉ biết lo lắng sau khi đã kiểm tra lại hết những đống tiền kia đã không cánh mà bay thật trong nhà công chuyện lắp máy quay. Cô lo lắng đi lên thư chuyện với chồng. Thằng Khoa vẫn còn mệt, nhưng sau khi vợ bảo mất tiền thì cũng xuống kiểm tra lại. Sau khi cả hai đều kiểm tra thì đống tiền kia đã biến mất. Nhớ tới con bé Mai, Khoa lập tức nhăn mặt rồi cố gắng tiến sang phòng của cây Mai. Mở cánh cửa phòng, tiếng cánh cửa cố ghéo kẹt vang lên chói tai. Khoa bình tĩnh lấy một ít máu từ đầu ngón tay, rồi nhỏ vào con búp bê, xong xuôi nó thủ thị vào tai. Cửa hàng bị mất trộm tiền Con tìm lại cho bố mẹ nhé Xong xuôi nó đóng cửa đi ra bên ngoài Trong sự lén lút Vợ nó thì buồn mà cũng chẳng dám ăn uống Nhưng công việc thì vẫn cứ phải làm cho xong Màn đêm buông xuống Những làn gió cứ nối đuôi nhau kéo tới Kèm theo đó là cả những ánh đèn Còn đang chiếu rọi ở trên con đường thương người Đóng cửa hàng với vẻ mệt nhọc Cô vợ thở hắt ra ngồi buồn Khoa cố gắng dỗ dành Bảo tối nay mọi chuyện sẽ ổn về phần của sọt sau khi ăn uống xong xuôi Tiền vẫn còn khá nhiều trong túi Nhưng với cái bộ dạng xe xìn này thì đi đâu Nó lững thững đi trên con đường làng về nhà Cả cái ngõ tới om không lấy một bóng đèn Nó lảo đảo chân tay Mắt liếc đi liếc lại Đi bên trong góc tối tiểu một cái rồi vẫn tiếp tục Bụng của nó bắt đầu gào rú lên vì đói Thì ra những gì ở quán thì toàn là bia Nó uống mà không cần ăn cơm Nhưng bây giờ đói hẳn ngồi ôm bụng có một đứa bé gái từ bên trong ngõ chạy ra tay cầm một cái bánh bao nóng hổi sọt nhìn mà thèm lắm nước dãi cũng bắt đầu chảy như một bản năng con bé kia nhìn sọt rồi đưa cái bánh mặc dù vẫn chưa nhận ra con bé đó là con nhà ai nhưng lúc này thằng sọt đói lắm rồi nó cầm cái bánh bao nhảy ngấu nghiến tiếp theo đó chẳng hiểu vì sao con bé lại đưa thêm cho nó mấy cái nữa một luồng gió lạnh thổi dọc sống lưng làm cho thằng sọt bừng tỉnh con bé kia lúc này mới vén cái búi tóc lên Để lộ ra khuôn mặt đã nhát lòi cả xương thịt ở mặt Sọt run dày chợt thấy trong mồm có cái gì đó đang ngoe ngoẩy Nó nôn thốc nôn tháo ra hết tất cả những gì nó đã ăn được Bánh bao thì không thích đâu Mà có vẻ như suốt từ nãy đến giờ Cái thứ nó ăn được đều là những thứ quái dị Quay sang nhìn con bé thì nó lại càng thất kinh hơn nữa Lần đầu tiên nó được nếm trải cái mùi vị gặp ma là thế nào Bất chấp trong người đang ồn ào khó chịu nó quỳ xuống đưa tay vái lên lia lịa Con bé nói Cái âm thanh của con bé âm u như có phần nghịch ngợm Sợ rồi ư Sợ thì phải trả tiền cho người ta Nhanh lên Con bé biến mất Để lại thằng cu sọt vẫn hồn hền Nó đã toát mồ hôi ướt cả áo Nó móc ra trong túi sấp tiền nó đã trộm được Cố gắng đứng dậy đi những bước chậm chạp Trên con đường ra lại quán của Khoa Nó đi tới nơi thích cửa nhà đã đóng Nó đặt sấp tiền ở bên ngoài rồi bấm chuông Hai vợ chồng thằng Khoa vẫn chưa ngủ Nghe tiếng chuông thì cũng vội dậy chạy ra xem Bên ngoài đường vắng tanh không có một bóng người Thằng Sọt đã trốn mất Định quay lại đóng cửa thì cô vợ nhìn thấy sập tiền Hai người mừng rỡ cầm lên kiểm tra cống may chỉ là mất một ít Cô vợ vẻ mặt thay đổi khác hẳn so với buổi chiều bịn rịn Khoa mừng thầm vì chắc chắn là con bé Mai đã giúp đỡ bố mẹ Nó để vợ đang kiểm tra lại sổ sách rồi đi lên trên tầng Ôm lấy con búp bê mà nịnh đủ kiểu nó cứ tưởng rằng mọi chuyện đều diễn ra như thế này lại tốt biết mấy Đồng như cái gì mà tồn tại như vậy Thì chả mấy chốc mà nó thành đại gia Sau ngày hôm đó Ngày nào Khoa cũng đều trích máu cho con búp bê đó Trong sự giấu kín mà không cho ai phát hiện Những buổi tối gặp nhau Khoa cũng có cảm giác gì đó lạ lạ Khi con bé Mai xuất hiện toàn thân của nó như ngâm nước đá lạnh toát Không hiểu được lý do Đứa con gái ruột của chúng nó thì cũng đã có thể nhìn thấy được vong hồn của con búp bê chúng nó nô đùa với nhau như hai chị em ruột tối nào linh cũng chỉ giúp bên trong phòng của con búp bê lắm lúc hai vợ chồng khoa còn tưởng nó bị tự kỷ nhưng khi nhận thấy sự xuất hiện của con búp bê này ngày càng trở nên rõ rệt trong nhà công việc của hai vợ chồng cũng tiến triển tốt hơn kèm theo đó là sự bận mải ngày nào cũng vậy khoa đều cho mai máu của mình để cho hiệu nghiệm hơn quả thật nếu đáp trả lại cũng có thể nói là hậu hơn trước quán tạp hóa của nó được mở rộng với quy mô lớn hơn nhưng thay vào đó là bộ dạng của thằng khoa ngày càng có vẻ yếu ớt da rè của nó xanh xa một cách khó hiểu vợ nó nhiều lần hỏi han nhưng nó cứ nói chắc là do ăn ít bởi vì cái lý lẽ sâu xa của nó để mà có được như ngày hôm nay là do sự lén lút để có được cơ ngơi mà khoa phải dùng máu của mình để cho bùa chú hiệu nghiệm nó trốn chui trốn lùi để chỉ nuôi mai bằng máu thế nhưng cái gì nó cũng có hai mặt của nó một thế lực ngầm bên trong của mai vẫn đang từ từ lớn mạnh và không biết có chuyện gì căn phòng của mai mỗi lúc bước vào lại gợi lên một cảm giác lạnh lẽo đến khó tả không chỉ có khoa mà đến ngay cả linh cũng đang có dấu hiệu ốm yếu con bé ít cười nói hơn không chỉ đi chơi cùng đám bạn cùng trang lứa nói chuyện với bố mẹ ít hẳn nó thường xuyên ở trên phòng trò chuyện một mình với con búp bê thế nhưng do tính chất của công việc cho nên vợ chồng khoa không thể trông nom quán xuyến được hết trong lúc bê hàng khoa đột nhiên ngất xỉu cả chồng hàng đè lên người nó được đưa đến bệnh viện để cấp cứu bác sĩ kết luận rằng nó bị thiếu máu bây giờ những câu hỏi là một lúc xuất hiện tại sao lại như vậy khoa tỉnh dậy trong cơn mắt thăm dò của vợ nó chỉ biết quay mặt đi anh hãy nói cho em biết tại sao bác sĩ lại nói là anh thiếu máu chẳng phải vết thương đã hồi phục rồi sao sao lại có chuyện đó được chứ nó xỉ mặt xuống cúi đầu thú tội với vợ rằng nó đã dùng máu của mình để nuôi mai trong suốt thời gian vừa qua thế nên vợ chồng nó mới được cơ ngơi như ngày hôm nay vợ nó nghe xong thì hốt hoảng mà choáng váng không tin những gì vợ nó nghe được thì ra bao nhiêu lâu nay chính cái thứ buồn ngài kia dần giết đi mạng sống của khoa nếu không phát hiện kịp thời thì thằng khoa có lẽ chết đi trước khi đến bệnh viện cô ta bắt đầu cau gắt với cái suy nghĩ dại dột của chồng mặc kệ cho lời khuyên can này câu vợ bực tức ra đường bắt xe về nhà Cửa hàng đóng cánh cửa mở ra mà cô ta còn dùng mình khi nghĩ tới chuyện nước con búp bê bằng máu thay vì những thứ nước như thường ngày. Cô vợ chẳng ngay lên trên mà cánh cửa ra thì trao ôi, căn phòng này có vẻ lạnh lẽo. Nhìn con búp bê đang ngồi yên một góc, khá là chần chừ nhưng cô vẫn cầm con búp bê đó lên để đốt cháy thành đống cho tàn. Lúc này trong bệnh viện, người của khoa đột nhiên đau nhói như mất đi thứ gì đó. Linh tính có điều không lành, vợ vừa vào khoa liền hỏi gấp rút em thấy con búp bê con bé mai đâu rồi anh còn nói được sao nữa anh bị như này rồi vẫn chưa đủ sao em đốt nó đi rồi đấy câu vợ bực tức quát những bệnh nhân ở bên ngoài đều nước mắt nhìn vào cuộc trò chuyện của hai vợ chồng khoa lúc này cũng dối vì vợ đốt mất con búp bê không biết có chuyện gì hay không nhưng cái cơn đau lúc nãy làm cho nó cảm thấy bất an nó im lặng nhìn vợ vừa lúc đó một cuộc điện thoại báo rằng Linh đứa con gái của chúng nó bị tai nạn và đang trên đường tới bệnh viện. Khoa cố gắng bật dậy trong sự hốt hoảng không biết tại sao. Hai vợ chồng đứng ngồi không yên đợi xem được con tới. Chiếc xe cứu thường tới, cặp nặng mang con bé đang hôn mê, máu chảy đầy đầu. Vợ nó hốt hoảng chạy lại nhưng bị mấy người cứu hộ đẩy ra. Lần theo từng bước chân, không ai biết rằng con bé bị gì. Nhưng khi nó đi học về nhà không thích ai, nó mở cửa ra bên ngoài vào phòng của em gái nó nhưng không thấy con búp bê đó đâu cả vừa đến chân cầu thang thì gặp mai con bé cúi mặt xuống linh thì cố gắng hỏi chuyện chị ơi em khát nước con bé mai nói nhì nhí trong cổ họng tuy rằng đây là lần đầu tiên linh nghe thấy mai kêu khát nước khá là lạ nhưng con bé quay người định đi lấy nước cho em thì bỗng chốc mai cười lên man dở làm cho linh quay người lại chỉ có vậy một lực đẩy mạnh làm cho linh ngã lăn mấy vòng từ trên cầu thang xuống dưới mọi người ở bên ngoài nghe thấy tiếng hét thất thanh thì mới vào bên trong vội vã gọi xe cấp cứu giờ nhìn con bé ở trong phòng cấp cứu chưa biết sống chết thế nào cô vợ trách chồng hết thế này đến thế kia nhưng khoa vẫn đang ôm đầu vì nó nghe tiếng của con mai cái giọng mà mỗi đêm nó đều nghe thấy bố bố bỏ con sao những tiếng nói đó như ghi sẵn ở trong tâm trí khoa lắc đầu mạnh quát lớn khiến cho tất cả những người đi qua phải ngoái nhìn lại thế rồi mọi thứ lặng lẽ trôi qua mọi người công tản đi hết bác sĩ đi ra thở dài đã qua cơn nguy kịch cho cháu nó mọi người đừng quá lo lắng con bé bị chấn thương nên vẫn đang trong cái thời gian chờ phục hồi vợ khoa nghe thấy như vậy thì chỉ biết ngồi gục xuống đất môi bắt đầu mấp máy khoa thì lặng người trên ghế dài để vợ ở lại nó lững thững trở về nhà nằm ở trên giường nó nhấc máy lên gọi cho người đã giúp nó mua cu man thông về để hỏi vấn đề Vợ nó đã đốt con cuman man thông Bây giờ phải làm sao đây Sau khi nói chuyện qua thì đầu dưới bên kia chỉ để lại một hồi chuông kéo dài Cộng với đó là những cuộc gọi thuê bao Khoa bực tức ném văng chiếc điện thoại xuống đất rơi cả pin Nó lắc đầu vì vẫn còn choáng Bây giờ nó lại ước rằng mọi thứ trở về như lúc ban đầu Nhưng giờ có lẽ đã là quá muộn Bây giờ chỉ còn cầu mong cho mọi chuyện sẽ tốt hơn đang vận vơ thì tiếng cười của trẻ con nô đùa trong phòng tiếng cười xét tan âm thanh yên lặng trong căn nhà khoa bật người ngồi dậy trong nhà làm gì có ai sống lưng cũng lạnh dần như vừa ngâm nước đá nó tiến từng bước âm thanh kia phát ra từ bên phòng của mai mà cánh cửa như cơn gió từ bên ngoài thổi qua cánh cửa thốc vào bên trong lạnh lẽo nó run lên một cái rồi đưa mắt nhìn vào một đứa bé gái tóc xõa ngồi nhìn theo hướng cửa sổ không thể nào Khoa khẽ run rẩy, nó như bị á gầu, chỉ còn có thể nói trong tiềm thức. Đứa bé kia quay lại và ngay lập tức Khoa nhận ra đó chính là Mai. Thế nhưng con bé với thân hình ướt đẫm máu, trên cái váy trắng mà chính tay Khoa đã mua cho nó. Những tiếng cười mang vẻ đáng giả, khuôn mặt của con bé Mai cũng sám sành sám ngắt, nụ cười trên môi vẫn còn đỏ đọng máu. Bố, bố ơi! Mỗi câu nói của nó phát ra là những cơn gió lại nối tiếp nhau thổi mạnh khoa ngã ngửa ra đằng sau cố gắng đẩy tay lùi về phía xa con bé tiến lại nó không đi như bình thường mà lướt trên sàn nhà hoặc cố gắng để tránh khỏi chỗ đó nó rất sợ đây là lần đầu tiên nó cảm thấy ám ảnh đến tận bây giờ những tiếng cười vẫn còn văng vẳng bên tai khoa nhắm mắt lại kèm theo đó là những thứ kinh dị kia cũng biến mất nó gục ngay trên sàn nhà chân tay cũng đờ ra vì sợ sệt và run rẩy nó bật điện sáng trưng căn nhà rồi đi xuống phía dưới buổi tối nhâm nhi cốc cà phê cùng với điếu thuốc mà đôi lúc còn giật mình với những tiếng động ở trên tầng trên như tiếng bước chân chạy nhảy tiếng cười vang lên trong màn đêm tất cả mọi thứ đều đã nghỉ ngơi mỗi lần như vậy khoa chỉ biết lắc đầu rồi cố gắng chuyển tâm trí của mình sang một chỗ khác thời gian qua đêm sao mà dài dẳng như vậy có mệt mỏi cho nên khoa thiếp đi lúc nào không biết mở mắt tỉnh dậy đã là 8 giờ vội vã tắt đèn sau đó chuẩn bị quần áo để vào viện đi ngang qua phòng của mai Đêm qua chút nữa có khi nó đã chết vì sợ hãi Liếc nhìn qua rồi dùng mình Đôi chân của nó nhanh thuần thắt đi vào trong phòng của mình Lấy đồ rồi gấp rút đi xuống Và trong phòng Thấy đứa con tội nghiệp vẫn đang nằm ở đó Khoa chỉ biết xót xa Cô vợ thì vẫn nằm ngay bên cạnh Khoa lắc đầu đi ra ngoài rồi mang cháo về cho vợ Ngồi ăn uống Khoa kể lại cho vợ nghe Toàn bộ sự việc nó đã gặp đêm qua Hai người ngồi chấm ngâm với nhau trong bệnh viện Để tránh cái không khí này khoa đi ra bên ngoài cổng ngồi xuống nhấp một chén trà đá bà chủ quán nhìn khoa bằng một con mắt thăm dò bắt gặp được ánh mắt đó khoa cố gắng nhìn đi chỗ khác thế rồi bà ta tiến lại chỗ khoa rồi hỏi chàng trai trẻ ta thấy cậu nặng mùi âm khí đó là theo ta thấy nếu như quả thật có chuyện gì thì nên mau đi xem thầy đi kẻo có việc không hay đó khoa cũng chỉ biết gật đầu rồi tự nghĩ rằng cái bà này bị điên nói những chuyện vớ vẩn nó trả tiền rồi đi về nhà bán hàng như thường lệ Cả ngày hôm nay trong cửa hàng Đầu óc của nó cứ viển vông Hàng quà thì cũng không có ai đến mua Chỉ có mấy người hàng xóm sang hỏi han tình hình của con bé Màn đêm lại buông xuống mang theo một nỗi sợ hãi vô định Vẫn là chuyến đường quen thuộc đến bệnh viện Cùng bon bon với những chiếc xe khác Vẫn đang suy ngược trên dòng đường để ấp ánh đèn Đang trong lúc đều ga Thì bỗng nhiên con bé Mai ở đâu xuất hiện Ngồi ngay trên đầu xe trước mắt của Khoa nó giật mình mắt mũi tối sầm lại một cách khó hiểu Thế rồi cả người và xe đổ dầm xuống đường Trong khi bao nhiêu chiếc xe khác đang chạy không phải dừng lại Nó được đưa đến bệnh viện Vợ của nó lúc này mới khóc lên ngất xuống Quả thật là sau khi đốt con búp bê Thì toàn những chuyện không hay xảy đến Gia đình đang êm đẹp bỗng nhiên trở nên u ám như vậy Chồng với con đều trong tình trạng hôn mê Mọi áp lực đều đổ dồn lên vai của người vợ Sáng ngày hôm sau Đứa con gái tỉnh lại trong sự sợ hãi nó vẫn còn mơ màng chỉ tay vào góc tường bảo rằng Phong hồn của con bé Mai đang lảng vàng ở đó Các bác sĩ phải tiêm cho nó liều thuốc mê để tránh bị kích động Cơ vợ đi xa cổng bệnh viện Tâm trạng lúc này đang chẳng thiết tha ăn uống gì Gọi một cốc nước ngồi thử ra đó Bà quán nước kia là một lần nữa hỏi chuyện Tôi không biết giải thích sao Nhưng mà nhìn cô với cậu thanh niên hôm nọ Đang có vấn đề đó Cô ta quay mặt lại hỏi với một chất giọng khó hiểu Có chuyện gì vậy à hai người đang bị ma ám tôi thấy xung quanh người của cô cậu có ẩm khí mau chóng đi tìm thầy đi cô vợ nghe xong thì run cả người cô ta vội vàng gấp rút đi vội hỏi thăm hết chỗ này đến chỗ kia để lại chồng con trong bệnh viện sau khi tìm được nhà một người thầy nghe mấy đứa bạn bảo cao tay cô ta đi giả đó vào bên trong nhà nhìn tên thầy đó vớ vẩn còn thu tuổi cô ta hắn ngồi vắt chân ở trên ghế chiếm chệ hút thuốc ra oai sau khi cô vợ đặt tiền hắn mới ngồi xuống hỏi chuyện Thế chuyện xong xuôi tên thể lắc đầu rồi nói Giải trừ vụ này e là khó Nhưng mà nếu nhà cô có lòng ắt sẽ không phải ngại đâu Hắn ra giá 20 triệu sau khi làm xong Đã khó lại càng thêm khó Thế nhưng cuối cùng cô vợ cũng đành phải gật đầu về tính mạng của cả gia đình Khoa ở bệnh viện lúc này mới mở mắt Nó sợ hãi vì những thứ đã diễn ra Hình ảnh con bé Mai với khuôn mặt Mang nỗi khiếp sợ. Dạ. Nó chỉ biết ngồi từ trên chiếc giường mắt nhắm tịt lại cố gắng để những hình ảnh kia ra khỏi tâm trí vợ của khoa hẹn tên thầy kia đúng ngày mai sẽ có mặt hắn đợi cô gái đi về thì khẽ mỉm cười sạo này cũng dễ kiếm ăn quá không môi múa mép nhảy có mấy lần mà đã có tiền rồi đấy hắn cứ cười trong tâm trí rồi lại đi vào trong giường ngủ đi vào trong bệnh viện khoa mệt nhọc thở dài kể lại tất cả mọi chuyện cho vợ nghe hai người đi sang phòng con gái da rẻ đã xanh nhợt nhạt mà cảm thấy tủi thân cho nó Mấy con bé mà đã phải chịu khổ như vậy Khoa lắc đầu đi bộ ra bên ngoài hành lang Một tiếng gọi tinh nghịch vang vọng Bố, bố ơi Dọc dãy hành lang đó Có bóng dáng của Mai đằng vẫy Con bé cười lên rồi chạy ngược về phía sau Khoa không hiểu vì sao mình không làm trụ được bản thân Cố gắng nhất từng bước chân nặng nề chạy theo nó rồi gọi Mai, Mai con Mọi người xung quanh thấy nó như vậy Thì quay sang nhìn không biết nó có vấn đề gì không bóng dáng của con mai biến mất sau vách tường khoa bỗng trở về hiện tại nó nhìn xung quanh những ánh mắt hiếu kỳ vừa nhìn mình biết mình vừa làm điều gì đó ngu ngốc cho nên khoa chỉ cúi gằm mặt xuống đi về phòng nó vội vã vào trong nhà vệ sinh rửa mặt khuôn mặt của bé mai xuất hiện trong gương làm cho nó giật mình lùi lại vợ nó đi vào nó dục trong sự sợ hãi anh thấy đỡ hơn rồi mình xuống làm thủ tục trả phòng đi em vợ nó bảo rằng ở đây thêm mấy ngày nữa cho khỏe hẳn nhưng nó lắc đầu mạnh, Cho nên đành phải nghe theo. Nó về nhà với vợ, còn bé Linh vẫn miên man ở trong viện, ngồi xuống bàn uống nước. Vợ nó mới kể cho nó nghe rằng vợ nó sẽ mời thầy trong ngày mai để giải quyết những việc kỳ quái kia. Khoa chỉ biết thở dài trượt mình trên ghế. Hai vợ chồng đang ngồi nhìn trời nhìn mây, thì trên tầng bỗng có một tiếng chân dậm nhảy nghịch ngợp. Hai vợ chồng ngơ ngác nhìn nhau. Ủa nhà mình có ai hả em? Vợ nó lắc đầu trong sự ngỡ ngàng. Cả hai tiến lên trên tầng. Những âm thanh kia phát ra từ phòng của Mai Hai vợ chồng nhìn nhau rồi nước nước bọt đi vào Cánh cửa phòng mở tung mang theo một hơi lạnh bất ngờ Không biết từ đâu đến Khiến cho họ lạnh cả sống lưng Những âm thanh kia cũng biến mất chỉ trong nháy mắt Thay vào đó lại là tiếng bắt đũa rơi loảng xoảng ở bên dưới nhà Lần này thì Khoa nhanh chóng chạy ngược xuống dưới rồi đi thẳng vào trong bếp Nó há hốc mồm đứng hình luôn tại chỗ Miệng á khẩu khi không biết chuyện gì đang xảy ra Cả một cách khung cảnh hỗn độn ở nhà bếp ngay trước mặt thiên này nhưng không biết ai đã vào đây để làm như vậy Nó vội vàng men theo mấy lối khác để tìm kiếm Không thể sai vào đâu được Chắc chắn là phải có người Trên nó dẫm phải những mảnh thủy tinh nhỏ Đâm cả vào chân làm cho máu cũng bật ra Mặc dù đã tìm kiếm thế nào đi chăng nữa Nhưng cũng không hề có kết quả Tất cả vẫn chỉ là con số không Hai vợ chồng đành ngao ngán thu dọn đống đồ đổ, đổ vỡ kia Rồi bất lực ngồi xuống thở dài trong sự buồn bã Không ai nói với ai câu nào Người vợ chỉ cầu mong sau thời gian trôi nhanh để ngày mai mời thầy đến mọi thứ sẽ xong xuôi tối hôm đó hai vợ chồng đi ra ngoài ăn rồi vào thăm đứa con gái nhìn thấy con bé tội nghiệp nằm trên giường khoa chỉ biết thở dài lại một đêm dài đã trôi qua nó tự nhủ trong tâm trí nằm lên giường mà những tiếng động bên xung quanh vẫn không ngừng phát ra khiến cho hai vợ chồng khoa khó có thể ăn giấc mọi thứ trở nên hỗn độn làm cho nhịp sống cũng trở nên khó khăn hai vợ chồng đang ngủ thì có một cuộc điện thoại gọi tới của bệnh viện báo rằng bé Linh đã mất tích một cách khó hiểu. Tất cả lại nhau nhau đi tìm con bé, mọi thứ đã khó đều trở nên khó hơn, không ai biết rằng con bé đã đi đâu. Không để lại bất kỳ một dấu tích nào, khoa và vợ đi hết chỗ này đến chỗ nọ, gửi cả thông báo để cảnh sát hỗ trợ, thế nhưng trong đêm đó thì hoàn toàn vô vọng. Khoa ngồi gục xuống vì hè trong sự thất vọng, tất cả lại rối tung lên, nó lắc đầu mạnh một cái rồi khẽ thở dài. Có một người đến mang theo hơi lạnh từ đằng sau, Khoa quay lại thì ngay lập tức nó á khẩu không nói được thêm gì Bởi vì ngay trước mặt của nó chính là Mai Phong hồn chú ngủ trong con búp bê cuman man Hay nói theo một nghĩa khác Chính là đứa con gái nó mới nhận nuôi Bây giờ thì Khoa chỉ như một cái xác Mồm há hốc mắt trợn ngược Mai thì đảo mắt là một nụ cười ma quái Con bé đứng dậy đi từng bước Giọng trùng hẳn xuống Các người phải trả giá Câu nói vừa dứt Khoa mới thả lỏng được cơ thể nó vẫn thở hồn hệt mệt nhọc ngồi dựa lưng vào gốc cây cho đến bây giờ tung tích của bé linh vẫn đang là ẩn số sau tất cả những tìm kiếm đủ chỗ anh ấy cũng về nhà nghỉ ngơi để còn lấy sức khoa đau đầu hết việc này cho đến việc nọ đặc biệt là ám chỉ trước đó của mai không biết rồi sẽ thế nào thời gian cứ như vậy trôi dần về sáng hai vợ chồng vẫn chạy đi tìm khắp nơi để tìm con nhưng mọi nỗ lực đều không thành từ hôm đó tiên thể kia mới tới hắn đi xung quanh căn nhà mắt không ngừng xoay mói từng ngóc ngách khoa nhìn cô không ưa cái bộ điệu của hắn đặt chiếc cốc xuống bàn khoa lắc mạnh cái đầu rục rã này thầy ông tìm con gái giúp tôi được không chuyện nhỏ hắn ta đáp lại một cách tự nhiên hắn ta lấy đồ nghề ra vung tay vung chân múa các kiểu căn nhà im lặng bỗng nổi gió liên ẩm ẩm, tiên thầy này nghĩ bụng quả thật ông trẻ có mắt giúp ta thật đúng lúc không phải biện lợi với chúng mồm của hắn đọc lên những ngôn ngữ chẳng biết xuất phát từ đâu nghe mà thấy buồn cười hai vợ chồng khoa vẫn nhìn chằm chằm vào đôi mắt nhìn từng gấp giấy tiền ném vâng tung tóe khắp nhà khoa lắc đầu thế rồi gió, gió bỗng ngừng thổi một tiếng cười vang lên ở bên trên tầng thượng xe tan không khí ở trên đó ngay lập tức cả bốn người vội vã lao lên trên linh con về từ bao giờ vậy các người sẽ từ từ mà gặp nhấm nhé khuôn mặt của mai hiện diện trong thân thỉnh của con bé linh nó im lặng sự quát lớn đừng con bố mẹ với mọi người đều yêu thương con vợ của khoa lên tiếng cầu xin văn nài tin thầy dường cái lúc này mới nhận ra mình đang phải đối diện với cái gì và một sự sợ hãi mà từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ gặp phải hắn từ từ đi xuống dưới nhà mắt vẫn không ngừng ngó về đằng sau qua cánh cửa thông ra ban công gió có như vậy giết lên một lớn ba người trong một gia đình à mà không chính xác hơn là bốn người vì sự sợ hãi van xin nài nỉ của hai vợ chồng Mà mai cho thân xác của bé Linh vẫn chỉ đỡ người ra không nói thêm Vừa bước xuống tầng 2 Một tiếng gọi thôi thúc tên thầy kia vào bên trong căn phòng trước đó của mai Vào đây Đến ngay cả hắn cũng không hiểu tại sao mình lại đi vào trong đó Mọi thứ đều không nghe theo ý kiến của hắn Cánh cửa được mở ra cũng là lúc màn đêm che kín cả căn phòng Cánh cửa cũng đột ngột đóng sập lại nhưng có ai đó ở bên ngoài Làm cho hắn cố gắng mở ra mà không được Hắn cố gắng từng bước mò mẫm trong bóng đêm Để tìm ổ công tắc Ánh đèn mập mờ được bật lên Hắn thấy ngạc nhiên khi thấy một đứa bé Quay lưng lại chỗ của hắn Hắn ta lắc đầu tin lại chỗ con bé rồi hỏi Ủa sao cháu không có bật đèn lên Ngồi trong phòng tối thôi làm gì thế Con bé không trả lời Vẫn trông trở thấy im như tả đó Hắn ta mới bực mình chạy lại rồi quát Này Sao ta hỏi mà mày không có trả lời thế hả à? Hắn ta đứng hình Trước mặt làm gì có con bé nào Mà chính là một hồn ma tóc tay bổ xù Cây khuôn mặt máu mẹ bị bết Hắn ta sợ hãi lùi lại dựa vào cửa Con bé đứng dậy đi từ từ lại Trong sự sợ hãi của tên thầy Bà nhiều lâu nay buôn thần bắn thánh lừa nhiều người Và bây giờ có lẽ hắn phải trả giá Hắn cứng đờ trên tay rồi ngất đi trên đất Không kịp nói câu gì Xùi cả bọt mép lên Phía bên trên Linh cười lớn một cái Rồi nhảy xuống phía dưới đập thẳng đầu xuống mặt đất máu bắt đầu tràn ra ngay đằng sau nhà vợ chồng khoa khóc ngất khi thấy đứa con gái đầu lòng đã bỏ mạng khoa lúc này vội vàng chạy xuống nhìn con bé mà ôm chầm lên nó không chút ngại ngần nó chết còn quá trẻ mà lỗi ở đây không ai khác chính là từ khoa khi đã đi mua con búp bê kia về nó chỉ tốt được một thời gian khi đã thành công và bị lãng quên thì mọi chuyện không ngờ sẽ ập tới sau những thứ tiền bạc nó nhận được thì chính tại đây cái giá mà nó nhận được là quá đắt cho cả một mạng sống Căn nhà bỗng chốc trở nên bao trùm cảnh tượng thê lương Tên thầy khi được phát hiện ngất trong phòng cũ của con búp bê Hắn ta được đưa đến bệnh viện Thế nhưng hắn ta chìm trong tình trạng hôn mê sâu Thì thoảng hắn lại lên những cơn co giật Làm cho bác sĩ phải túc trực liên hồi Đám ma của con bé Linh cũng được tổ chức và chôn cất xong xuôi Hai vợ chồng lúc này chẳng muốn nói gì Nơi con khôn lớn như vậy Mà chỉ vì sự nghiệp mà đánh đổi đi tất cả tôi nghe đến đây mà cảm thấy buồn lòng, tôi thở dài vỗ vai của nó. ta biết là chúng mày chỉ muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng mà nên tìm hiểu kỹ chứ. nó im lặng cúi đầu xuống, hai bàn tay đan vào nhau nhìn cốc nước đã lạnh ngắt. vợ nó ở bên ngoài nghe xong cũng chỉ biết im lặng lủi thủi nấu cơm. tôi đi ra bên ngoài lấy xe đi mua thêm thức ăn với cút rượu về. khi tất cả đã được bày biện xong xuôi, tôi nhấp một cốc rượu mạnh rồi mời vợ chồng nó. Thế làm sao mà nhà lại không có ở được chứ Nhà đấy bây giờ vong hồn con bé Mai đang ở đó Không thể về được đâu mày Khoa lắc đầu rồi nói Vừa mới dỗ 49 ngày của Linh xong xuôi Căn nhà không hề thấy sự xuất hiện của con bé Mai Bỗng nhìn vào đêm đó Khi vợ thằng Khoa đi uống nước ở bên ngoài phòng khách Thì thấy Mai đang đứng ở trước mặt Con bé cười lên ghê dở Rồi cất giọng điệu quát tháo Này thì đốt này Mỗi câu nói nó cầm một cốc nước hất thẳng vào mặt cô ta Khoa sợ hãi quá định tính bỏ chạy Thế nhưng chân tay cứng đờ khó có thể cử động Một tiếng hét rét toang không gian yên tĩnh của cả căn nhà Khoa nghe tiếng vợ hét thì vội vã chạy xuống nhà đỡ cô ấy dậy Cô ta sợ hãi đùn đẩy Lúc này mai cũng đã xuất hiện kèm theo những chàng kỳ ma quái xung quanh Nó cứ đi đi lại lại làm cho vợ chồng khá là hốt hoảng Căn nhà bên trong đột nhiên chuyển không khí từ nóng sang lạnh một cách đột ngột Hai vợ chồng biết rằng nếu ở lại đây thì sẽ có chuyện xảy ra mau chóng thu dọn ít đồ rồi rời khỏi căn nhà này càng nhanh chóng càng tốt cánh cửa khép lại tưởng chừng có thể bỏ quên tất cả để có một cuộc sống mới ổn định hơn thì nào có ai ngờ cứ thi thoảng vào buổi tối gió lại rít lên làm tấm bạt bốc bay phát tan giấc ngủ của hai vợ chồng khi hình ảnh con bé mai lại xuất hiện bên góc đường nhìn sang bên này làm cho cả hai vợ chồng đều dựng cả tóc gáy cứ như vậy mỗi lần tiếp diễn là hai vợ chồng nó lại trong tình trạng không thể ngủ được cứ như vậy tiếp diễn làm cho sức khỏe của cả hai đều suy sụp. Tính đi nhờ thầy, thế nhưng chắc gì đã có ai giúp, mà hơn thế nữa tiền chắc đã đủ, bởi vì tất cả vì tính mạng bỏ của chạy lên người. Tôi nghe xong cũng cảm thấy hơi buồn, cũng mạnh cốc rượu rồi vỗ vai nó. Được rồi, tầm mấy ngày nữa ta sẽ quay lại giúp vợ chồng mày, hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe cho thật tốt, tao tin là gia đình mày sớm vượt qua được thôi. Nói xong tôi dừng cơm để lấy xe ra bên ngoài Tôi phải đi nhận việc rồi mới tính tiếp được đến chuyện khác Chiếc xe cứ hòm vào trong dòng người đang đổ xô với nhau Trở về nhà trong cơn mệt mỏi Nhưng vừa vui vừa buồn Thưa ăn cơm với mẹ rồi ngồi ngoài sân hóng mát Nghĩ tới cảnh gia đình thằng Khoa vẫn còn cố bất củ bơ mà cảm thấy tội Nghĩ thằng ra là cũng vì tương lai Nhưng đã động vào buồn ngại thì làm gì có cái chuyện tốt đẹp hơn nữa Lấy ra một điếu thuốc để châm giải tỏa tinh thần Thì mẹ đứng đằng sau đã bừng đĩa hoa quả ra bên ngoài Tôi vội vàng dập điếu thuốc đỡ lấy đĩa hoa quả Rồi lại chỗ mẹ ngồi Mẹ tôi mới hỏi chuyện Từ lúc về đến giờ có có chuyện gì thế con Không xin được việc sao Không mẹ ạ à. Con vào được chỗ làm rồi Thế nhưng mà con gặp lại đứa bạn đang bị nạn Tôi lắc đầu cắt một miếng từ quả từ từ nhai Thế rồi tôi mới kể lại câu chuyện cho mẹ nghe Mẹ nghe xong thì lắc đầu nói Còn chớ dại mà dây dưa vào mấy cái thứ đó Không có tốt đâu con Bạn bè thích nhau mà giúp là quý đã chót rồi thì đành phải vậy thôi Tôi vâng dạ để hỏi mẹ xem có cách gì không Mẹ gật đầu Cách bây giờ là sang nhà thầy Huynh Ở xóm bên mong thầy giúp đỡ Nhắc tới thầy Huynh tôi lại có cảm giác gì đó Tôi liền lắc nhẹ cái đầu Mẹ liền hỏi Ủa thầy cứu mày mà Sao mày lại lắc đầu không có nhà Tôi xị mặt xuống Tôi lại nhìn vào vết sẹo chạy dọc ở tay Khi vết sẹo đó ăn liền với cái quá khứ khá là rùng rợn Và nó gắn liền với tên tuổi của thầy Huynh nếu không có thầy thì chắc chắn bây giờ không có tôi như ngày hôm nay nữa. Câu chuyện kể ra cũng đã khá lâu rồi. Cái ngày tôi còn là học sinh cấp 3. Hôm đó mấy thằng chúng tôi rủ nhau đi chơi ở giữa trưa. Vì mùa hè nóng nực, thay vì ngồi ở những buổi trưa tán phét với nhau, thì địa điểm sông Mương là chỗ chúng tôi hay tìm tới. Những cái nhảy tùm xuống nước làm cho con nước bắn lên trong sự thích thú. Tôi mò mẫm tìm vào chút bụi che dâm để ngâm mình cả đám cười đùa với nhau mặc kệ phía bên trên là một bãi tham ma hết trò này rồi cho đến trò kia tôi đang cố gắng tìm chai để mang về cho mẹ nấu cháo thấy cũng đã được kha khá tôi trèo lên bỏ vào trong một chiếc túi rồi lại nhảy xuống cùng đám bạn đang loay hoay ngụp lặn để đuổi nhau thì bỗng có một bàn tên nào đó kéo tôi văng xuống dưới dòng nước lạnh tôi đờ người dùng hết sức để vùng vẫy giơ cao tay lên ra hiệu để cầu cứu mấy thằng kia thấy tôi chưa ngoi lên thì cũng vội vã bơi nhanh lại kéo cả đám mấy thằng tập trung lôi tôi lên bờ tôi ngồi trên bờ mà run rẩy không nói được câu gì cái bàn tay đó lạnh quá đám bạn thì không ai làm trò giải như vậy chúng nó hỏi tôi tôi kể lại mọi thứ nếu mà chúng nó không nhanh chân thì chỉ một chút nữa thôi là có khi tôi đã mất mạng tôi vừa lấy túi chai rồi mau mài trở về nhà cả đám cũng đành bỏ giờ hết cuộc vui về đến nhà mẹ hỏi chuyện nhưng tôi sợ mẹ la cho nên không dám nói mà chỉ đưa cho mẹ túi chai rồi vào trong nhà tắm rồi leo lên giường. Đánh một giấc cho đến tận tối mới tỉnh lại. Lúc này không hiểu sao toàn thân tôi bắt đầu ê buốt. Nốt cơm cũng không thấy ngon, không chẳng thèm xem tivi mà chui ngay vào trong giường để ngủ. Đến đêm tôi cứ nghe thấy tiếng thì thầm bên tai, kêu tôi ra bên ngoài bờ sông. Tôi không thể làm chủ được mình, không biết mình nên làm gì nữa. Nhưng hình ảnh lúc chiều lại hiện ra, thế nhưng khác một chỗ là có một người đứng ở dòng sông, cái chỗ mà tôi đã bị kéo tôi hơi rùng mình nhưng chợt nhận ra mình như bị một ma lực nào đó đẩy xuống nước cái người đó quay sang tôi toàn thân trước đã giữ hết ra nhìn kinh dị tôi hét toáng lên rồi vùng vẫy theo dòng nước để bỏ chạy nhưng cái bàn tay lạnh ngắt ấy cứ bám chặt vào tôi nó kéo mạnh đến nỗi gần như tôi buông thõng cả cơ thể đang định buông thả thì có một bàn tay tát vào mặt của tôi làm tôi tỉnh giấc mà mắt ra thì đó là mẹ tôi sợ hãi ôm chầm lấy bà rồi cứ như vậy khóc lóc kể lại Mẹ tôi nghe xong chỉ vỗ về Bảo đó là ác mộng Thế nhưng tại sao trong giấc mơ Mà đến bây giờ người tôi lại thấy mình mệt mỏi Như không còn một chút sức lực nào cả Tôi ngồi thở hắt Mẹ cũng chỉ biết ngồi nhìn rồi xoan lưng cho tôi Thế nhưng dường như cũng khó tài nào mà trở mắt được Vì nỗi sợ vẫn còn bao quanh Cái cảm giác gặp lại cái người quá đáng sợ kia Nằm cạnh mẹ trong căn phòng tối om này Thì cái hình bóng kia lúc ẩn lúc hiện trong phòng khi thì trên trần nhà lúc thì ở trong góc phòng lập tôi run rẩy từng hồi cố gắng ôm sát lấy mẹ để che đi cái hình dáng kia một đêm trôi qua đối với tôi thật đáng sợ toàn thân tôi cứ túa ra mồ hôi ướt hết cả áo đến khi mặt trời lên tôi mới mệt mỏi thở dài mới ngủ được có vài tiếng cho nên người vẫn còn mệt mẹ đến bảo tôi đi tắm rồi thay quần áo ướt vì mồ hôi ngồi ăn sáng mà tâm trí của tôi cứ lảng vảng đi đâu cũng tự hỏi rằng người đó là ai ăn uống xong tôi lại ra bên ngoài tụ tập với đám bạn ngồi kể cho chúng nó nghe thằng tin thẳng không tôi cứ ngồi nhắc lại cái chuyện kia làm cho cả đám phải suy nghĩ cau mày thằng đức liền lên tiếng được rồi để xác thực xem thằng minh nói có đúng không thì chiều nay hẹn nhau ở chỗ cũ được chưa cả đám đều gật đầu bữa trưa hôm đó tôi ăn vội vàng để cho xong rồi chợt thời gian mau qua tôi phải đi ra tìm được cái người kia họ là ai nhưng khuôn mặt của người đó lại xuất hiện trong tâm trí khiến tôi cảm thấy hơi rùng mình đến giờ hẹn cả bọn ra ngoài sân kho thằng đức cầm theo một chiếc túi tiện đi mỏ chai luôn nhé về rồi ăn đoàn quân của chúng tôi kéo nhau ra bờ sông giữa buổi trưa nắng gắt ánh nắng xuyên qua bụi tre chiếu xuống mặt nước làm nóng gian cả bể trên chỉ có nhảy xuống mới cảm nhận được cái mát mẻ của nguồn nước bên dưới vứt cái túi ở gần bụi tre thằng đức cười áo nhảy luôn xuống và rồi cứ thằng này cho đến thằng kia nối nhau Thế chúng nó vui quá Tôi cũng bỏ quên đi cái giấc mộng đêm qua Cái áo được ném phăng xuống đất Kèm theo một tiếng tùm khá to Mấy thằng mò được khá nhiều mới bỏ vào trong túi Rồi quay ra thì xem thằng nào lặn được lâu nhất Tôi nhấn mình xuống bên dưới Vừa mới chui xuống mắt chưa kịp nhắm lại Thì tôi đã thấy sự qua cái khuôn mặt Của người đàn ông trong giấc mơ nọ Tôi lúc này chỉ biết ngoi lên nhanh nhất có thể Nhưng lúc này tôi bị người đàn ông đó bám lên người trên cổ tôi vùng vẫy khu buồn lên đục ngầu Cổ tôi bắt đầu nghẹn lại vì khó thở Do không thể ngoi lên được lấy oxy Thằng Đức ngoi lên trước Để chưa ăn gian thế chỗ của tôi đục ngầu Thì mới hô hào cả bọn Mấy đứa cũng vội vã tiến lại Tôi thích mình dần dần mất đi cảm giác Người bắt đầu tê Nếu cũng bắt đầu tràn từ miệng Thì mấy thằng bạn kéo nhanh tôi ngoi lên khỏi mặt nước Rồi mang tôi lên bờ Tôi nôn ra toàn nước là nước suy ngất lịm đi mấy đứa sợ hãi quá mang tôi vào chỗ dâm nằm phải mất một lúc lâu tôi mới tỉnh lại chỗ nó mừng quá hỏi chuyện thế nhưng mà tôi chẳng nhớ được gì chỉ về nhà nằm im cả đám thích tôi như vậy thì cảm thấy lạ mau chóng lấy túi chai mang về nhà còn bé yến đã trong xóm là đứa khéo tay nhất cho nên chúng nó nhờ nó làm nhiều quá cho nên là chúng nó mang sang cho tôi một ít tôi lúc đó không nhớ nổi mình đã nghĩ cái gì mắt của tôi chừng trừng khi nằm mẹ tôi hỏi nhưng tôi không nói mấy đứa mang chai sàng cho nó vào trong kéo tôi dậy thì lúc này tôi chỉ biết mở chừng đôi mắt đã chuyển sang màu đỏ như máu tự bào giờ còn bái yến sợ quá phông tay làm dưới cái bát thằng đức điếng người không biết chuyện gì vừa xảy ra tôi đi một mạch sang bên ngoài tuy rằng là đi bộ nhưng không hiểu tại sao tốc độ lại nhanh như vậy mẹ tôi thấy như vậy thì vội vã đi theo tôi lại nghe theo cái âm thanh trong đầu đi ra ngoài bờ sông Người đàn ông kia đang nở một nụ cười Như gọi tôi xuống với cái vẫy tay mạnh Nhanh lên nào đi với tao Tôi từ từ tiến sát bờ sông đang chuẩn bị nhảy Thì thằng Đức ôm sát lấy tôi và kéo lại Tôi vùng vẫy đập mạnh cả vào hàm nó Làm cho mồm của nó chảy máu Nhưng dù có ra sao thì nó cũng nhất định không chịu buông Cả đám giữ lấy tôi trong sự chật vật Tôi điên loạn không biết mình ra làm sao nữa Trong đầu cái lời nói kia mỗi lúc một rụng rã tôi phải nhanh hơn Đến khi mấy đứa đã buông tay Tôi đang định giao mình xuống nước Thì ông thầy huynh chạy tới kéo tôi lại Ông ta dùng một cánh dâu quật mạnh vào người Làm cho tôi hét lên vì đau đớn Sau đó ngất lịm lan ra mặt đất Thầy mau chóng cắp tôi về nhà Theo như thầy đoán thì do hợp vía Nên con ma ở dưới dòng sông đó Quyết tâm bắt tôi cho bằng được Thầy im lặng thắp hương lên bàn thờ nhà tôi Rồi vội vã đi về để chuẩn bị Tôi đang nằm thì tỉnh lại Chân tay thâm tím lại vì roi mặt trời cũng bắt đầu ngả bóng hoàng hôn để những chỗ cho cái màn đêm đen đáng sợ dạ ùa về tiến từng bước ra khỏi nhà lại một bước đi quen thuộc ra chỗ bờ sông thì lúc này cái lấy màu đỏ răng thẳng vào người kèm theo đó là cơ thể tôi như có một luồng điện giật lên từng hồi làm cho các cơ bắp đầu nhói Thì huynh đi ra rồi quát sao mày lại theo thằng bé mày nghĩ mày sẽ giết nó để thế mạng sao khôn hồn thì cút mau tôi cười lớn cái giọng này thật không giống giọng của tôi chút nào Bất chấp cơ thể đang có dấu hiệu kỳ lạ Tôi nhảy sổ ra cào lấy cơ thể của ông Ông thầy nhanh chóng đạp tôi ra Như một con thú hoang Tôi không ngần ngại tiếp tục lao đến Cái lưới bị tôi lột lên Mẹ tôi đứng nhìn ở bên ngoài lo lắng Tôi vừa lấy bát gạo đập xuống Ông thầy chống trả chật vật lắm Vì sợ làm tôi bị thương Thế rồi tôi nhảy lên cắn thầy huynh một cái Làm cho tay của thầy bật máu Ông ta liền tức điên lấy một mảnh chai cứ vào bàn tay bên trái làm cho tôi gần như bừng tỉnh một cái gậy được quấn vài vàng từ đầu đến cuối của thẳng tôi tôi rú lên rồi ngất lịm đêm hôm đó nhà tôi nhờ thầy làm lễ cho tôi mất cả đêm sáng hôm sau tỉnh lại thấy vết sẹo trên tay cũng khá là khó hiểu tôi khóc lóc kể lại cho mẹ thầy huynh nhìn tôi rồi hỏi chuyện từ lúc ngất ở bờ sông tôi như lạc vào một thế giới nào đó không thể hình dung ra mình đang ở đâu tất cả cứ u mê không kiên định chút nào thầy vỗ vai tôi rồi bảo tôi chỉ cái chỗ tí nữa thì chết đuối tôi vội vàng chỉ thấy đi theo xác định đúng chỗ đó thầy cởi cái áo phông ra trời vẫn còn nắng gai gắt tấm ra trần đen của thầy đã gánh trải bao nhiêu sương gió thầy ngậm một lá bùa mang theo vào trong miệng rồi dùng dao rạch vào tay một đường làm máu chảy xuống sau đó thầy lặn xuống xuôi theo dòng nước thầy cầm một cái lọ đã yểm sẵn rồi trôn xuống dưới lớp bùn Xong xuôi thì ngoi lên bờ rồi ngồi xuống đó Châm một điếu thuốc Rồi bảo tôi cấm không được xuống nước vì còn hạn Thầy lấy trong cái áo phông ra một miếng bùa Để tôi bảo giữ lấy Tôi vâng giả cho vào dây bạc đeo rồi cười tít mắt Cái kỷ niệm của tôi với cái vết sẹo này Gắn với kỷ niệm đáng sợ đó Có lẽ cũng khó mà có thể quên được Cũng đã lâu lắm rồi tôi không sang nhà thầy Chắc thầy không nhận ra Mẹ tôi liền dục Thôi không nói nhiều nữa Chiều nay sang bên đấy thăm thầy rồi nhà thầy giúp cho Tôi vâng dạ rồi đi ra ngoài quán Mua ít lễ với hoa quả sau đó sang nhà thầy Căn nhà này vẫn như xưa chẳng có gì thay đổi Tôi liền cất tiếng gọi Thầy ơi Ông lão chạy ra với bộ râu dài nhìn tôi rồi cười nói Hiếu phải không mới về hả con Tôi mở cửa chạy vào và chào thầy Thầy vuốt râu rồi gọi tôi vào trong nhà Thắp hương xong xuôi tôi hỏi thăm sức khỏe Thầy liền cười rồi nói ta cũng gần đất xa trời rồi mày dạo này lớn quá chút nữa thì ông không có nhận ra tôi ngồi trò chuyện với thầy một lúc thì mới thư chuyện của mình thầy nghe chuyện trong gật gộp thầy dặn tôi cứ về để chuẩn bị đến hẹn thầy sẽ đến tôi vâng dạ chào thầy rồi đi về lòng mừng thầm cho vợ chồng thằng khoa vợ chồng chúng nó sẽ được yên ổn tạm gác lại chuyện đó tôi trở về nhà nghỉ ngơi rồi sửa soạn quần áo mai còn nhận việc Thầy Huynh đã đồng ý giúp cho nên tôi cũng thích nhẹ nhõm đi phần nào. Gác tay liền chán tôi đánh một giấc thật ngon cho đến tận sáng. Sáng ra mặc quần áo chỉnh tề rồi ăn sáng cùng với mẹ sau đó đi làm. Ngày đầu tiên cũng không có việc gì là nặng nhọc đối với tôi lắm. Tất cả đều tốt đẹp. Giờ thì chỉ cần giúp gia đình thằng Khoa cho êm đẹp đã. Tôi đi về nhà vừa vui mừng vừa khoe với mẹ một ngày làm việc ổn định. Ngày hôm sau tôi vẫn đi làm như thường. Đến khi mặt trời đã ngả bóng Thì tôi đứng ở bên ngoài ngõ gọi Thầy ơi thầy đi ăn tối với con Thầy Huynh bước ra ngoài Lần này thì mặc bộ quần áo nâu Thầy đeo một chiếc túi sách to lỉnh kỉnh Tôi cười cười đỡ thầy lên xe Trông thầy tưởng giá nhưng vẫn còn nhanh nhẹn lắm Tôi lại thầy đến một tiệm quán ăn Hai thầy cháu ngồi uống rượu nhâm nhi với nhau Thầy Huynh lật tay tôi xem vết sẹo rồi trêu Cái sẹo này là tội dám cắn thầy đấy Tôi ngượng ngượng gãi cái đầu con đâu có biết gì đâu con còn bé mà thầy chúng tôi ăn uống vui vẻ với nhau nhìn đồng hồ lúc này đã là 7 giờ tôi thanh toán rồi cùng thầy đi đến nhà thằng khoa hai vợ chồng nó đã về nhà bên kia nó chỉ ghi lại địa chỉ nhà rán ở tấm bạt tôi tức tốc phóng đến đó quả thật chỗ này cũng khá là đông thế nhưng lúc này các nhà đang dùng bữa tôi và thầy tiến vào cái quán có treo cửa hiệu của nhà thằng khoa hai vợ chồng nó đang đứng trước cửa quần áo cũng đã được mặc không có nhom nhem để làm ăn mày nữa thấy tôi đến hai chúng nó đứng dậy chào tôi rồi chào thầy còn thì huynh thì vẫn không để ý đến chúng nó mà nhìn xung quanh căn nhà rồi chẹp chẹp miệng châm điếu thuốc tôi cũng đảo mắt nhìn định mở cửa thế nhưng thầy ngăn lại từ từ đã để ta xem cái nhà xem nào tôi lùi lại thì đi vòng đằng trước để xem xét rồi lấy mấy túi bột rời vào cửa sau đó mới gật đầu và tôi mở cửa ra cánh cửa được kéo lên nghe chói cả tai tôi cảm nhận như có một luồng hơi lạnh sộc vào người cái thứ cảm giác lạnh lẽo đó lần đầu tiên xuất hiện làm tôi dồn cả da gà tôi quay sang bảo thằng khoa công tắc điện ở chỗ nào vậy khoa có vẻ hơi lạnh lạnh nó chỉ tay vào góc tối tôi bật chiếc đèn pin điện thoại lên đi vào mấy người đằng sau cũng đi theo những tiếng bước chân đó dò dẫm vang lên thế rồi khi công tắc được bật thì mọi ánh đèn đều không sáng căn phòng vẫn cứ tối om Tôi lắc đầu bật đi bật lại Thằng Khoa cũng kéo vợ nó để xem thế nào nhưng vô hiệu Tôi liền hỏi Nhà mày có ổ công tác không? Nó chỉ vào bên trong phòng bếp Tôi đang định đi vào bên trong Thì cánh cửa kéo kia đột nhiên đóng sầm lại Những ánh đèn đường cũng không thể chiếu lọt được vào Tôi hơi giật mình quay sang nhìn thầy Huynh Thầy liền bảo Cứ đi đi Vào bật điện lên Cẩn thận Nhà này rộng lắm đấy Tôi nói nước bọt rồi tiến từng bước vào bên trong không biết có một cái gì đó ngáng đường làm cho tôi ngã nhào xuống đất rơi cả chiếc điện thoại vằng cả cái điện thoại xuống đất rơi cả pin tất cả chỉ còn chút ánh sáng yếu ớt đang đối chọi trong căn nhà tối thui tôi đã thở dài lắc mạnh cái đầu tôi mò mẫm thì nắm vào bàn tay của ai đó hình như là của trẻ nhỏ tôi hét toáng lên đập cả đầu vào chỗ hàng của thằng khoa thầy huynh mới đốt một cây nến nhỏ cầm tiến lại thì tôi nhăn nhó tôi bảo thầy sao thầy không lấy ra sớm vậy đau chết con được đi này nhà này tay ai mà lại lạnh thoát như vậy chứ vợ chồng thằng khoa chạy đến nghe tôi nói như vậy thì cũng ngơ ngác nhìn nhau thầy ra hiểu cho tôi im lặng thầy tự đi vào bên trong nhìn qua ánh nến hầm tôi thấy có những mảnh bát đũa dưới vỡ lung tung chắc là do vong hồn kia quấy phá để đi vào những tiếng lạch cạch phát ra ở bên trong tôi liền hỏi thầy ơi sao rồi thầy không thấy lên chắc là có vấn đề rồi thầy bình tĩnh đáp lại đang lê hoay được một lúc thì bỗng ánh đèn nhấp nháy liên tục rồi tắt ngấm tôi nắm chắc bàn tay rồi quát mẹ nó đã tối rồi còn lạnh định như thế này đến bao giờ chứ một tiếng cánh cửa ở trên tầng đóng dầm một cái làm tôi giật nảy cả người bên trên đó tối om thầy huynh vội vàng chạy ra rồi đi lên trên tầng cả ba đứa chúng tôi cũng đi theo từng con lối nhỏ tầng chứ không có gì khác thế những ánh sáng từ bên ngoài những chiếc đèn đường vẫn có thể dọn được vào cho nên nhìn rõ hơn. Tôi thấy có một đứa bé gái đứng bên góc tường, trắng xóa, linh tính báo rằng có chuyện không lành, cho nên tôi chỉ tay vào nó mà run rẩy. Thầy huynh nhận ra rồi chạy ra đó. Cái vong hồn cái thi thầy thì cũng mau chóng vụt mất. Tôi thở hắt ra rồi ngồi vụt xuống. Vậy là tôi đã gặp nó. Khoa vào vợ thì chỉ rằng đây là phòng của bé Mai. Tôi mở cửa đi vào. Quả thật nó mang cái nét âm u mà sợ hãi đến dựng cả tóc gáy thở hắt ra trên chiếc kệ tủ vẫn còn những cây nến đang được cháy nửa hay có cả những gói bim bim bóc giả bộ quần áo ở trên giường cũng đã nhàu nữa thế đâu đó hình như là đang ẩn hiện trong chỗ này tôi ngồi lên chiếc giường đẩy cái váy đó rơi xuống đất thở dài rồi nói ngồi nghỉ ngơi đi để thầy tìm cách cho chúng mày đứng đó thì được cái tích sự gì đâu vợ nó như á khẩu sau khi kéo chồng ngồi lại chỗ cũ vợ nó lùi lại tự thấy có điều gì đó không ổn vội vã nắm lấy tay của thằng Khoa. Da rẻ của nó lạnh ngắt, tôi thấy khuôn mặt của nó biến dạng, kể cả đến giọng nói cũng chuyển thành giọng của một đứa trẻ con, nhưng có đôi chút lạnh người. Nó cười lớn rồi bóp chặt lấy cổ của tôi, vợ nó thì gào lên gọi thầy đang ở dưới nhà. Tôi đạp nó dí vào tường rồi ghi xuống bảo vợ nó mau chạy nhanh. Tuy rằng tôi còn to con hơn thằng Khoa, thế nhưng nó có thể ngờ rằng nó cũng vùng vẫy rất mạnh, như một con cá bị vất lên bờ khiến tôi chật vật không thể kiểm soát được nó đang định làm gì nhưng sức tôi có hạn thoát ra thì nó liên tục dẫm đạp vào người làm cho tôi bực tức điên tiết tôi xô nó thẳng vào trong tường tưởng rằng nó sẽ phát điên như một con bò chuẩn bị thi đấu thế nhưng nào ngờ nó ngất lịm ngay xuống sàn nhà làm cho tôi khá hoảng hốt thầy huynh cũng vừa chạy lên tới nơi thấy nó như vậy thì mới bảo nó bị vong nhập đấy còn có sao không tôi lúc này mới thấy đau ở phần bụng nhưng lắc đầu Hai ông cháu vừa mới đưa thằng Khoa nằm xuống giường Thì bỗng dưng có một điệu cười lại vang lên Tôi đã ngán ngẩm vì nó đang nghe trước Thầy Huynh liền bảo Bình tĩnh đi con cứ đứng yên ở đó Nói rồi thì thả thằng Khoa ra Sau đó thì móc trong túi ra một chiếc lọ Khi cái bàn tay của một bà nội trợ bám chất vào cổ Thì cũng là lúc vợ thằng Khoa hét toáng lên Rồi chính cô ta bị ngất điệp Thầy hất thứ gì đó vào người của cô ta Thầy thở dài lấy tay xoa mạnh vào gáy của Khoa làm cho nó tỉnh nó thở dốc tôi mới hỏi Mày vừa bị vong nhập đấy mà không biết à Tao đau đầu quá Nó đáp trả lời lại Thầy Huynh ra hiệu tôi không hỏi gì thêm Để cho thằng Khoan đỡ hẳn Lúc này thì mới dập ánh nến rồi bấm đốt ngón tay Ngày mai tao với con sẽ quay lại đây Giờ ra ngoài thôi Vừa mới dứt lời những tiếng hàng ở bên Những tiếng hàng quả ở dưới nhà đổ rầm rập Vì có thứ gì đó đầy hết Tôi liền hỏi thầy Bên dưới bây giờ tính sao hả thầy thì lục trong túi ra một tấm bùa đốt cháy phừng phừng ánh sáng làm cho cái không khí lạnh lẽo trong căn nhà được xua bớt đi tôi vào khoa dìu vợ nó xuống cố gắng mở cửa đi xa cánh cửa lúc nãy khi đóng tôi cũng có thử kéo lên nhưng do quá nặng cảm giác như có ai đó đang kéo xuống không cho tôi mở ra thì phải thế nhưng lúc này thì nó lại khác nó nhẹ tênh và chỉ cần một lực đẩy vừa là ngoài đường đã đầy ấp ánh đèn tôi không dám ngoái lại để cho cánh cửa đóng xuống ngồi thở hồn hển sẽ đây rồi không khí có vẻ đỡ hơn thể huynh nhìn xung quanh nhìn mấy người qua lại cũng chạy vào hỏi thăm họ thấy khoa thì vô cùng ngạc nhiên nhiều câu hỏi được đặt ra quá làm cho tôi đứng đó cũng cảm thấy đau đầu mấy bà già còn kể lại rằng lắm khi vào buổi tối từ trong nhà này vẫn luôn phát hiện tiếng khóc thút thít của đứa trẻ hay đôi khi là cả tiếng cười nói xung quanh họ cũng quá là sợ sệt mang trong mình nhiều câu hỏi đứa con gái của họ vừa mới mất hơn thế nữa bố mẹ đã bỏ đi khá lâu Thì làm gì còn ai ở nhà Nhưng nỗi sợ ấy cứ bị chuôn vùi đi một chỗ khác Cho đến hôm nay Khoa đứng trước những câu hỏi khó này Tôi đến rồi bảo Mọi chuyện từ cháu đang tìm cách giải quyết Xin lỗi vì đã làm phiền Và thằng Khoa lúc này mới tỉnh Nó ôm chầm lấy chồng mà khóc lóc bảo rằng Mai đã bắt Linh đi mất Nhìn cô ta khóc lóc mà cảm thấy tội nghiệp Quay sang tể huynh thề liền bảo Ngày mai mới trăng tròn nhất định là phải cứu được con bé tôi vâng dạ thì nói muốn về chùa để gặp thầy tôi tức tốc chờ thầy về nhà rồi bảo hai vợ chồng về nghỉ ngơi vào trong chùa những chú tiểu vẫn chưa ngủ tinh nghịch sẽ đón khách thầy huynh vào trong nói chuyện với sư thầy còn tôi tiện ra bên ngoài mua ít bánh kẹo cho lũ nhóc tôi ngồi chơi với chúng nó một lúc thì thấy thầy huynh đứng lên chào sư thầy rồi đi ra dục tôi đi về thầy cầm một chiếc túi vàng đựng cái gì đó tôi định hỏi nhưng mà thôi vái chào sư thầy cùng với mấy chú tiểu rồi đèo thầy về nhà sau khi đưa thầy huynh về nhà tôi lại trở vào trong bàn làm việc của mình gọi điện xin phép cho nghỉ nốt ngày mai rồi sẽ đi làm chăm chỉ ông sếp cũng khá là dễ tính cho nên đồng ý tôi mệt nhọc trở vào trong giường nằm xuống kéo chăn mẹ tôi cũng gõ cửa và hỏi chuyện đau quá cho nên mẹ phải xoa bóp cho tôi mới ổn định lại nhà chiếc bánh kẹp kế hết mọi chuyện mẹ tôi liền bảo mọi chuyện chắc là không đơn giản đâu nhưng mà mẹ tin tất cả mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi Tôi gật đầu đồng ý rồi tạm biệt mẹ ngủ Đêm hôm đó những hình ảnh lúc tối lại tiếp tục xoay quanh tâm trí của tôi trong giấc mơ Như một cuộn băng dây vậy Thế nhưng nó chỉ khác một điều Là không thấy hai vợ chồng thằng Khoan đâu cả Mà chỉ thấy một con bé khuôn hình xanh sao đầy máu Tóc tai rũ rượi Và thế rồi tôi cứ lăn mình hết qua trái rồi qua phải Mồ hôi tốt giả như tắm Tôi hét lên một tiếng giữa đêm bên ngoài những cái cây cao vẫn còn đung đưa với nhau theo làn gió tôi ngồi dậy dựa lưng vào thành giường mà tự nhủ mẹ nó chứ kê thật đấy rồi cứ như vậy tôi thức cho đến tận sáng bỏ quên giấc ngủ kia bước xuống giường rồi ngắp đi ngáp lại mấy cái cho tỉnh ngủ sau đó đi vệ sinh cá nhân tôi mặc quần áo rồi đi xe sang luôn nhà thầy huynh để cùng đi với thầy sang đến nơi thì thầy đang nấu bữa sáng thì độc thân cho nên mọi thứ thầy tự lo Thế tôi đến thầy vui vẻ trổ tài rồi dọn bàn Ăn uống xong xuôi hai thầy cháu tôi lại phì phèo điếu thuốc Tôi để ý kỹ thấy cái nét mặt của thầy Nó dường như đã giả đi trông thấy Thường ngày theo tôi thấy Da rẻ của thầy vẫn hồng hào Mà nay nó lại nhợt nhạt Tóc với dầu hình như cũng dài một cách kỳ lạ Tôi liền hỏi Qua thầy ra chùa làm gì vậy ạ à? Ở ờ, ta qua mượn đồ của chùa Để trị cái loại kia chứ nó mạnh lên nhiều rồi nếu mà không nuôi bằng máu Thì nó cũng tự tích nghiệp cho nó thành quỷ Thầy nhà khói ra rồi tiếp lời Sau đó nhấp một ngụm trà khả khả lên để thưởng thức Tôi cũng chỉ biết gật đầu Mặt trời đã nhô cao Thầy huynh đi vào trong nhà lấy một túi đồ Rồi đốt nhắn nhang cháy vừng vừng lên bàn thờ rồi váy lại Tôi cũng chỉ biết làm theo thầy rồi lấy xe chở thầy ra ngoài Chỗ tối ngày hôm qua Ánh nắng chiếu xuyên qua những tán cây lớn bên ngoài vỉa hè Bánh xe cứ thế bon bon trên con đường rồi dừng lại chiếc căn nhà tối qua đã có bao nhiêu biến cố người trên đường cũng đi lại khá đông tôi mở cánh cửa lên rồi để xe vào bên trong thầy huynh lại rắc mấy cái thứ bột gì đó ở bên ngoài cửa nhưng hôm nay nó lại có bột màu xanh để ý kỹ thì tôi thấy thầy có đặt hai chiếc hình nhân ở bên ngoài cửa nhìn vào bên trong nhà lúc này mạng nhìn đã vây răng kín mọi vật tôi tự hỏi ủa sao mà lạ vậy thầy qua làm gì có gì đâu nay sao bụi bặm bẩn như thế thầy huynh nghe xong thì vì cười mày còn kém lắm con khi ánh mặt trời chiếu vào thì mọi thứ đều là thật buổi tối ma quỷ mới có thể tác yêu tắc quái được còn các nhà này lâu không có người thu dọn hoặc ở thì như thế này đâu phải là điều đáng ngạc nhiên hóa ra là vậy nhìn cái đống đó mà cũng thấy phát ớn tôi đi vào bên trong thấy bàn thờ của đứa con gái thằng khoa Bụi cũng răng kín cả di ảnh tôi vùi bụi lên rồi thắp nhang cho con bé tội nghiệp nó quá Mới có tí tuổi đã phải chia lìa âm dương như vậy Tôi đi ra ngoài thấy thầy huynh đang vẽ ký tự gì đó bằng bút đỏ Tôi liền hỏi Thầy làm gì vậy à Ta nghĩ nên dùng bùa để bắt nó lại Rồi đem nó lên chùa Thầy chậm rãi nói Tôi chỉ biết nên làm điều gì thì thầy liền bảo Sành quá thì thu dọn nhà đi con Thu hết nhé đừng có bỏ sót Tuy vâng dạ đi quét lại mạng nhện Rồi lại vào trong đống đổ vỡ Hay có cả những vết chân đen bẩn bám vào sàn nhà Khoa sát thầy làm thêm một cái lồng đèn to nữa Rồi mắc lên giữa trần nhà Tôi quét từng tí một lên cả trên tầng Nhìn cái căn phòng hôm qua mà ớn cả người Cái cảm giác đó lại xuất hiện khiến tôi hơi khó hiểu Người thì cứ lạnh toát Nhưng vẫn cố thu dọn cho xong cái đống này Sau khi dọn dẹp xong Thầy bảo tôi đi ra ngoài chỗ của hai vợ chồng thằng Khoa Xem có vấn đề gì không Tôi lấy xe phóng về nơi của chúng nó Chiếc xe dừng lại Tôi thấy hai vợ chồng nó đang chậm ngâm nhìn ra ngoài đường Tôi liền hỏi Đêm qua hai vợ chồng mày có vấn đề gì không Khoa thở dài mệt nhọc Vợ nó thấy mặt mũi có vẻ nhợt nhạt đi hẳn Cả đêm qua có ngủ được đâu Còn bé Mai nó cứ ngồi trước cả đầu giường Thì thoảng thì túm tóc vợ tao Rồi còn tát cô ấy Ta không làm sao được cả Khoa liền tiếng Tôi đưa vợ chồng nó một ít tiền bảo đi ăn sáng Rồi cố gắng chờ đợi lên chùa cầu bình an Xong xuôi tôi đi xe ra ngoài Cố dặn với chúng nó Phải bình tĩnh thì mới có thể yên ổn Phóng xe về nhà lúc đó cũng đã gần trưa Thầy Huỳnh đã xong xuôi công việc Đang ngồi nhâm nhi cốc cà phê nóng Tôi ngồi xuống uống cốc thầy pha Đang bốc khói liền nghỉ ngốt Tôi liền hỏi Mọi thứ xong rồi hả thầy Thầy gật đầu rồi dặn dò tôi những chỗ không được vào Rồi thầy đưa cho tôi một cái búa Sau đó dùng ít mực chất lên mặt tôi rồi bảo Tôi này đứng canh cửa cấm tuyệt đối Không được rời khỏi chỗ đó nửa bước Tôi gật đầu rồi lau hết mấy cái kia trên mặt trông đen xỉ Nhìn cũng hơi buồn cười sau đó tôi tẩy đi rồi đóng cửa lại mời thầy đi ăn. hai thầy cháu chúng tôi uống nhiều thế, nhưng mà vì nhớ rằng có một công việc hết sức quan trọng kia, cho nên khó có thể mà say. thầy ăn uống xong thì bắt tôi đi tìm mấy quán trên đường để mua về một con búp bê khác khá là to. về đến nhà những ánh mắt hiếu kỳ của những người dân ở đây đổ dồn về phía hai thầy cháu chúng tôi, vì họ thấy chúng tôi là những người lạ mà bước chân vào trong căn nhà này. thưa đảnh kệ mình đang giúp nhà thằng khoa nên cũng đành mặc kệ mấy người đó. Cánh cửa kéo được đóng xuống, bên trong căn nhà chỉ còn chút ánh sáng từ những cái bóng đèn. Tôi liền hỏi, điện được rồi hả thầy, sao qua con bật mãi không có được? Cái đó thì mày phải hỏi cái vong hồn kia chứ, đến ngay cả thầy còn chưa biết được làm gì đây. Thầy cười móc trong túi ra một điếu thuốc rồi châm, tôi ngồi bấm điện thoại rồi quay sang hỏi. Thế tối nay thì cho con gặp con bé kia được không thầy? Không phải là gặp mà chính là đối mặt với nhau đấy không có dễ đâu Phải vững chí thì con sẽ làm được cái nhiệm vụ chốt chặn mặt ta sao Thầy Huynh cười lớn Rồi lại nói trong khi mà tôi vẫn còn ngây ngô chưa hiểu Thế rồi tự nhiên không khí ở bên ngoài loãng dần Hơi nước bắt đầu làm cho tôi cảm thấy hơi lạnh lạnh Những đám mây cứ như vậy cao đến cho khuất bóng mặt trời Giờ cũng bắt đầu thổi trước khi cái đêm này diễn ra Tôi thở hát ra nhìn lên bầu trời Bắt đầu xuất hiện những cơn mưa nặng hạt lạ chã rơi xuống nền đất Người người kéo nhau vào chỗ chú hay mặc cho mình những bộ áo mưa những hạt mưa giặt theo chiều gió hát vào trong nhà làm cho tôi phải chạy ra ngoài đóng cửa lại thể huynh vẫn chỉ trầm ngâm không hiểu sao thể lại bình thản đến vậy thời gian dần trôi về chiều cơn mưa nặng hạt cũng dịu đi phần nào bầu trời trong xanh hơn nhưng mà át hẳn sẽ có những điều khó lường xảy ra được tôi với thầy huynh ra bên ngoài đi dạo những vũng nước mưa còn đọng lại trên đường hay đi qua những hàng cây xanh mơn mờn được gội rửa thật sạch sẽ Tôi nhìn dòng người đi lại trong thời điểm tầm này Ngồi vào quán ăn Thầy huynh lọ mọ lấy ra một tấm bùa đốt cháy Ở bên ngoài quán Làm cho bao nhiêu con mắt đổ dồn vào thầy Tôi thích ngại thì bèn hỏi khéo Thầy làm gì vậy Bao nhiêu người đang nhìn mình Ta thấy có mấy vòng mà đói ở đây Cho nên tạm xua đuổi đi Thầy ghé sắt vào tay tôi rồi nói nhỏ Nói xong hai thầy cháu đi vào trong bàn ngồi Sau khi tấm bùa kia đã cháy thành cho Bà chủ quán thấy vậy thì có vẻ hơi lan tăn vì không biết thầy vừa làm cái gì nữa tôi gọi hai suất rồi ngồi ăn với thầy những ánh đèn điện cũng đã nhô cao chiếu sáng khắp mặt phố quay trở lại căn nhà kéo cánh cửa lên thì không khí lạnh lẽo tối qua lại ập về trong bóng tối thầy huynh lẩm bẩm đốt ngón tay rồi thầy ra hiệu đã đến giờ mà mắm trong túi đốt cháy mới cây nến tôi đứng bên cạnh cũng thấy hai cây nến đèn cầy to đang được thắp sáng thầy huynh đi luôn lên trên tầng gió bên ngoài lại thổi mỗi lúc một lớn tôi thấy có thêm người đang đứng về bên mình tôi quay người lại thi toàn những người kỳ dị một người mặc áo màu đỏ có cùng một màu tóc và áo giống nhau và một người còn lại màu trắng tôi nín thở nuốt nước bọt không nói được thêm gì tay cầm chắc cái túi bột cùng với thanh kiếm mồ hôi không ngừng toát ra hai cái người đứng bên cạnh này thì thấy có vẻ chỉ đứng im một chỗ cô không hề có bất kỳ sự chuyển động nào thấy âm khí bao quanh mỗi lúc một mạnh thầy dùng bùa phép hỏa thuật tạo ra một thứ ánh sáng sành chớp rồi biến mất nhanh chóng thầy đi vào bên trong cái phòng đó đứng ngay trên cái kệ không ai khác chính là vong hồn của bé mai nó quay lại nhìn thầy huynh rồi nằm một nụ cười để ma quái điều này làm cho thầy huynh cũng khá bất ngờ bởi vì âm khí của nó tỏa ra nặng nề còn bé đó cười lên văng cả xuống dưới nhà thầy khoác ngay một bộ áo pháp màu vàng đội một chiếc mũ đặt cây nến xuống dưới đất rồi hỏi nếu như ngươi được công nhận làm người của căn nhà này cớ sao lại làm hại tất cả những người ở đây hơn thế nữa đứa bé kia chết rồi sao ngươi còn bắt nó bọn chúng mua tao về chỉ để chuộc lợi thôi chứ nào có yêu thương đây là cái giá chúng phải trả con bé kia đáp lại không hề có một chút sợ hãi thầy không nói thêm gì mà lao vào rút kiếm gỗ chấm lăm lăm vào người của nó phong hồn của con bé chỉ biết chạy xuống và tẩu thoát khỏi những lưỡi kiếm của thầy nó định mà tung cửa để chạy trốn Thế nhưng nào ngờ ở bên ngoài Thầy đã làm việc một bức tường không cho con ma nào chạy thoát Gió giết mạnh vào các cánh cửa đập vào nhau cứ lên rầm rầm Có vẻ như các đòn đánh của thầy hơi chậm chạp Thầy liền quát Trả vong hồn lại cho bé Linh Từ khi vào trong căn nhà này Thầy đã đoán được rằng vong hồn của đứa con gái thẳng khoa đang bị giam giữ Thầy đang dọa nó để thả hồn con bé ra Thầy nhanh chóng bắt tay vào trong túi lấy một tượng Phật quan âm bằng vàng mà tôi hôm qua thì đã mượn ở chùa về thấy tưởng phát ra tự ánh sáng con bé kia vội vã chạy xuống dưới nhà thì lớn tiếng quát vọng xuống hiếu bật lửa lên đốt cái túi bột kia đi hơi bất ngờ thế nhưng tôi cũng hơi luống cuống đổ vội cái túi bột kia ra rồi đốt cháy tạo thành một bức tường con bé kia xuống thấy tôi nó cũng hơi chồn thế nhưng tóc của nó vẫn cứ xóa ra rồi lao thẳng về phía tôi hai người đứng cạnh tôi lúc này mới ra tay dùng hai vật áo đánh bật nó xuống đất một cú va chạm mạnh khiến cho vong hồn con bé này lập tức đập mạnh xuống đất những cái hình vẽ mà thể vẽ trên tường cũng bỗng nhìn phát sáng phong hồn của con bé co rúm người vào lùi lại thấy nó lùi lại định tẩu thoát vào trong lối bếp thì lại có một cái gì đó đánh bật nó ra khuôn mặt lúc này cũng bé bét máu nó gầm rú lên điên loạn gió bên ngoài trời giật mạnh tôi lúc này mới nhìn rõ khuôn mặt của nó mồ hôi của tôi cũng bắt đầu túa ra thầy cầm vẫn phải cố gắng giữ kiếm nặng thầy huynh chạy xuống đọc chú tiếng đọc của thầy vang lên trong căn nhà đang mập mờ ánh nến phong hồn kia vẫn ngồi im ở dưới nền nhà cái lồng đèn được thầy treo ở trên trần nhà thì cũng bị vỡ cắm những mảnh bùa xuống dưới nền nhà tạo thành một hình sao vàng con bé kia lúc này lăn lộn ở trong đó nó gào rú lên vị thúc đớn thầy huynh liền quát lớn ta đã cho ngươi cơ hội cuối cùng thả phong hồn con bé kia ra nhanh lên không để ta sẽ cho ngươi hồn phiêu phách tán con bé chấp tay vái lại thầy xin tha thầy cười tấm áo đạo pháp ra đỡ lấy vong hồn của đứa con gái vong hồn con ma kia thì ngồi khóc lóc thầy cũng biết nhưng thầy vẫn cố tỏ ra vẻ nghiêm khắc giờ ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng để nói tâm nguyện được thì ta sẽ giúp nghe xong vong hồn đó chỉ cúi đầu còn muốn gặp ba mẹ có tiếng gọi ở bên ngoài những ánh sáng cũng đã dịu đi nhiều Hai vợ chồng thằng Khoa cố gắng chui vào bên trong Con bé kia khóc lóc xin hai người tha thứ Khoa cũng chỉ biết cúi gập đầu xuống Không để thay cho lời xin lỗi đã quá muộn màng Thầy lấy con búp bê mới mua Căn máu của mình rồi bôi lên đầu con búp bê đó Rồi thầy lấy tay của thằng Khoa chọc một ít ở đầu ngón tay Sau đó để cho máu chảy Những dòng máu đen cứ như vậy chảy ra Thầy mỉm cười rồi nói Vậy từ nay hai người sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa Hãy yên nghỉ đi Ta sẽ bảo gia chủ làm cho con Được công nhận làm người tại sao ở đây Con bé gật đầu cúi chào mọi người Thầy dùng một cái hình bát quái Như để hút hết ánh sáng Cùng với phong hồn kia trong con búp bê Ánh sáng ở tất cả mọi thứ cũng biến mất theo Mọi thứ trở về bình thường và tươi om. Ánh đèn điện kia cũng đã bật sáng Mọi thứ hỗn độn, Hơi vất vả với nhau Nhưng có lẽ mọi người đều đã được mỉm cười Vì mọi chuyện cũng đã yên ổn Dù rằng thì sau kết thúc theo tôi vẫn nghĩ là rất buồn. Mọi thứ bây giờ này trở về yên bình, vợ chồng thằng Khoa bây giờ có thể yên tâm trở về nhà gia đình của nó. Công việc có hai vợ chồng sẽ ổn định về sau. Tôi thở dài chỉ biết nằm nghỉ trượt dài trên ghế, cùng với mẹ bắt đầu kể hết chuyện. Hai vợ chồng nó sẽ là một cái bàn thờ mới cho cả hai đứa con của bọn chúng. Tôi cũng yên tâm, bây giờ thì tâm an. Mọi chuyện mong sao sẽ có chuyển biến tốt đẹp. Và quan trọng nhất bây giờ là tôi phải tập trung vào công việc của mình. Để cho đến tận lúc này Khi ngồi mà ngẫm lại về con búp bê kia Tâm trạng tôi vẫn có chút gì đó ám ảnh Thế nhưng suy cho cùng Những người sử dụng cũng đừng nên lạm dụng nó như vậy Chính chúng sinh ra Là những bảo thân đã chết Hoặc bị dùng một thủ đoạn nào đó Là pháp điểm của những ông thầy bên đất khách Không chỉ vì lợi lộc và danh tiếng Đã bất chấp tất cả Tất cả mọi thứ đều có số của nó Chúng ta hãy cố gắng học cách chấp nhận Vì ông trời không cho đi Mà cũng chẳng lấy của ai hết Mọi thứ sau cơn mưa rồi trời sẽ lại sáng Tất cả đều sẽ đúng với số phận đã được sắp đặt Chứ đừng hòng mê danh lợi mà dùng đủ mọi cách Cuối cùng thì mất đi tất cả Lúc đó có ân hận hay tiếc nuối cũng chẳng được gì Mọi thứ sẽ trở nên vô nghĩa Nếu chúng ta không phải là người tự định đoạt Nắm bắt và tận hưởng số phận của chính chúng ta Xin cảm ơn quý khán giả đã chú ý lắng nghe xin kính chào tạm biệt quý vị và xin gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo